Chương 498, Thiên Ngô Nhất Tộc Tất Diệt Nhân tộc trấn thủ sứ, tả khưu thần tộc Bên ngoài tòa trấn có hai tôn thần chủ, như vậy tăng thêm vụn trọng khả năng tồn tại thần chủ, tả khưu thần tộc thần chủ số lượng nên là ở 4 tới 5 tôn tả hữu. Nhưng cũng tiếc chính là, không thể chân chính hiểu rõ đến tả khưu thần tộc thần chủ, ở vào một cái dạng gì cảnh giới. Nếu có thể tin tưởng tả khưu thần tộc thần chủ tình huống cụ thể lời nói, trầm trường thanh thì có càng nhiều nắm chặt. Đáng tiếc. Thần chủ cảnh giới, không phải ai đều có thể dò xét. Liền xem như lấy bắt ly thị tộc thân phận. Có thế tin tường tả khưu thần tộc bên ngoài thần chủ số lượng, đã coi như là cực hạn. Còn sót lại. Muốn càng thâm nhập hiểu rõ, liền không có cái gì có thế có thế. Bất quá. Tả khưu thần tộc tại chư thiên thần tộc địa vị, tự như là so hoàng sơn thần tộc cao một chút, nhưng không cao được đi đâu, kể từ đó lời nói, tả khư thần tộc thần chủ thực lực, nghĩ đến liền có thể đoán được một chút. Trầm trường thanh nghĩ tới tin tức cái khác nội dung. Thần tộc địa vị phán đoán, chỉ là thiên hổ hoàng bản thân suy đoán. Nhưng đối phương là một tộc hoàng giả, đối với thần tộc suy đoán không có khả năng không có bất kỳ cái gì nguyên do. Không nói trăm phần trăm chuẩn xác, nhưng ít ra không có quá lớn xuất nhập. Sở dĩ từ trong mặt có thể suy đoán ra, tả khưu thần tộc thần chủ thực lực, rất có thể là tại thần chủ nhị trọng đến tam trọng tả hữu. Nếu thật là như vậy, như vậy tả khưu thần tộc tại tự thân uy hiếp, liền không có trong tưởng tượng như vậy lớn. Dù sao, thần chủ tứ trọng trở xuống người, chỉ cần nghĩ biện pháp đem đối phương kéo vào minh hạ giới bên trong, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị trấn áp rồi. Nếu có thể chém giết một tôn thần chủ, đoán chừng cho đến nguyên điểm không ít đi trầm trường thanh sờ lên cầm. Trong lòng có chút ngon ngoe muốn động. Thần vương để tam cảnh đều có thể cho mình mấy chục nguyên điểm, thần chủ lật cái gấp 10 khẳng định không quá phận. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, chém giết thần chủ không dễ. Liền xem như mình bây giờ ác chủ bài ra hết, tốt nhất cách làm cũng chỉ là đem thần chủ trấn áp tại minh hà giới bên trong mà thôi. Muốn chân chính chém giết thần chủ, trừ phi là thực lực mình đến cái kia phương diện. Hoặc là chính là vận dụng bá thiên thần quân bản nguyên. Trường ngoài ra, tạm thời không có biện pháp thứ ba. Được rồi. Trước từ Vân Hải thì tộc từng bước một từ từ sẽ đến đi. Trầm Trường Thanh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, nhìn xem đã thêm ra năm nguyên điểm. Lúc này thần niệm tiến vào Minh Hà giới bên trong, đi tới Vạn Đạo Bia trước mặt, ở bên trong tìm được năm môn nhất phẩm thần thông. Khí vận chấn động, chúng sinh trên rỉ cách xa nhau không đến nửa ngày vân hải thị tộc lại có một tôn thần vương vẫn lạc dị tượng như thế không đơn thuần là hiện ra trong vân hải thị tộc liền xem như vân hải thị tộc tại tuyên cổ đại lục lập hạ tông môn thế lực đều là bị mãnh liệt tác động đến chật chật một ngày không đến vẫn lạc hai tôn thần vương vân hải thị tộc đây là trêu chọc phải dạng gì cường giả có cường giả nhìn xem vân hải tông phía trên chấn động khí vận sắc mặt hơi có vẻ cổ quái thần vương vẫn lạc mà lại là một hơi vẫn lạc vài tôn không phải do hắn không cảm thấy chấn kinh vân hải thị tộc không giống với cái khác thị tộc dưới cờ vân yên các thanh danh không nhỏ cơ hồ chư thiên vạn tộc sinh ý đều có liên quan đến xem như nổi tiếng bên ngoài rồi bởi vậy vân hải thị tộc phần lớn thời gian đều là bảo trì một cái trung lập hiếm khi tham dự các tộc tranh đấu lại thêm vân yên các nguyên nhân có không ít tu sĩ cần tài nguyên tu luyện đều phải từ Vân Yên các phương diện hạ thủ mua, sở dĩ cũng rất ít sẽ đi đắc tội Vân Hải thị tộc. Kể từ đó, dính đến Vân Hải thị tộc tranh chấp, đều là ít càng thêm ít. Hiện tại hai tôn thần vương vẫn lạc, nói rõ là có cường giả xuống tay với Vân Hải thị tộc, vậy liền đáng giá chú ý một hai rồi. Kỳ hành bỏ mình. Vân trọng tay phải dùng sức một nắm, như là ngọc thạch giống như chấp tay nháy mắt hóa thành bột mịn, một cổ hơi thở mạnh mẽ bạo phát đi ra, khiến cho vân hải thị tộc đều là vì đó nhận ép. Bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể cảm giác được, vị này vân hải thị tộc hoàng giả phẫn nộ. Đối với lần này, bọn họ đều là sinh lòng lý giải. Hai tôn thần vương vẫn lạc. Phóng tới bất kỳ một cái nào thị tộc trên thân, đều là đủ để cho hoàng giả tức giận. Mây giao thần vương. Vân hà thần vương. Thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện vang lên, ngay sau đó liền gặp một nam một nữ hai tôn thần vương xuất hiện. Bệ hạ gọi đến chúng ta đến đây có chuyện gì? Mây giao thần vương trầm giọng hỏi, hắn mặc dù hình dạng nhìn xem trẻ tuổi, nhưng trên thân nhưng thủy chung ẩn chứa có một cổ tang thương khí tức. Vân trọng nói, kỳ hành vẫn lạc, nhất định cùng thiên ngô nhất tộc thoát không ra liên quan. Bản hoàng muốn các ngươi lập tức tiến về thiên ngô nhất tộc. Đem đều tru diệt thế nhưng là thất tuyệt thần vương đã tiến về thiên ngô nhất tộc. Mây giao thần vương nhíu mày. Thất tuyệt thần vương phụng mệnh tiến về thiên ngô nhất tộc, hiện tại bản thân chờ lại đi tiến về lời nói, không khỏi có tranh đoạt khả năng tồn tại thượng cổ cơ duyên hiềm nghi. Nếu là bởi vậy đắc tội đối phương, vậy liền biến khéo thành vụng rồi. Vân Trọng nói, thất tuyệt thần vương sự tình các ngươi không cần lo lắng, bản hoàng đến lúc đó tự sẽ cùng hắn giải thích, Tộc ta trước sau vẫn là hai tôn thần vương, việc này nếu không phải làm ra xử lý, chắc chắn mặt mũi mất hết. Thất Tuyệt thần vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng để cho an toàn, các ngươi vậy cùng đi tiến về, bất luận có thể hay không hỏi ra Thiên Ngô nhất tộc thế lực sau lưng, đều không được có nửa điểm lưu thủ. Hai tôn thần vương vẫn lạc ảnh hưởng, phải dùng Thiên Ngô nhất tộc máu đến tiêu trừ ảnh hưởng. Không quản sự tình có phải là Thiên Ngô nhất tộc gây nên, bây giờ đều đã không trọng yếu nữa rồi thiên ngô nhất tộc tất diệt. Đây chính là thị tộc cường đại, một phương cường tộc tồn vong, thường thường chỉ ở trong một ý niệm. Vân Hải thị tộc bỏ mình hai tôn thần vương. Thân ở bắc cách hoàng triều thiên hổ hoàng. Khi lấy được tin tức này về sau, không tự chủ được liền liên tưởng đến trầm trường thanh trên thân. Không phải hắn muốn suy nghĩ, mà là sự tình quá xảo hợp rồi. Đối phương chân trước mới hỏi Vân Hải thị tộc cùng với sau lưng nó thần tộc tình huống chân sau liền truyền đến Vân Hải thị tộc hai tôn thần vương vẫn lạc tin tức, nếu như nói cả hai không có liên quan lời nói, thiên hổ hoàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thông qua tuyệt tâm ấn, đưa tin trầm trường thanh. Nghe nói Vân Hải thị tộc hai tôn thần vương vẫn lạc, không biết phải chăng là chính là tôn thượng gây nên. Nửa ngày, có tin tức ra tới. Không sai. Vân Hải thị tộc dám đắc tội tôn thượng, thật sự là không biết sống chết không biết tôn thượng bây giờ có thế cần bắt ly thị tộc xuất thủ nếu là có cần bắt ly thị tộc lập tức phát binh tiến đánh vân hải thị tộc tạm thời không cần tôn kia bên trên ngày sau có cần dùng đến bắt ly thị tộc liền cứ mở miệng thuộc hạ tất nhiên toàn lực tương trợ thiên hổ hoàng nắm lấy cơ hội biểu trung tâm hắn không cho rằng vân hải thị tộc có thể uy hiếp trầm trường thanh đối phương chính là nhân tộc cường giả mà lại thực lực quỷ dị đáng sợ. Vân Hải thì tộc cùng hắn đối nghịch, cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này, Thiên Hổ Hoàng mới có thể chủ động đưa tin hỏi thăm. Dù sao, chân chính có thể biểu trung tâm cơ hội không nhiều. Từ tử Vân thị tộc quy thuận trên sự tình, hắn liền sinh ra một loại dự cảm, đối phương vụn trộm không biết chấp chưởng bao nhiêu thế lực, nếu như bắt ly thị tộc không thể vào mắt lời nói, muốn có được chỗ tốt kia là rất khó sở dĩ dù là biết rõ trầm trường thanh tỷ lệ lớn không cần dùng đến Bắc ly thị tộc thiên hổ hoàng vậy vẫn như cũ mở miệng nói gần nói xa hắn chỉ là biểu lộ một cái ý tứ chính là Bắc ly thị tộc hoàn toàn trung thành với đối phương vân hải thị tộc trêu chọc phải vị kia đoán chừng là bản thân muốn chết liền xem như tả khưu thần tộc đều chưa hẳn có thể giữ được bọn hắn Thiên Hổ Hoàng Âm thầm lắc đầu, đối với Vân Hải thị tộc cũng không coi được. Trầm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực, mặc dù không nhập thần chủ cảnh, nhưng đối phương chính là cổ sư nhân tộc cường giả, thủ đoạn há lại tu sĩ tầm thường có thể so sánh, liền xem như Trầm Trường Thanh thật sự chém giết một tôn thần vương, hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Được rồi, đã tôn thượng không dùng được bắt ly thị tộc Vậy trước tiên làm tốt Hoàng Sơn thần tộc bên kia chuẩn bị rồi nói sau. Hoàng Sơn thần tộc đã tàn phế. Hiện tại Chư Thiên cùng cùng sống nằm, liền chờ cái thứ nhất làm liều đầu tiên thế lực xuất thủ, phía sau thế lực tự nhiên chen chút mà tới, đem Hoàng Sơn thần tộc cho chia cắt sạch sẽ. Thần tộc nội tình, Thiên Hổ Hoàng cũng là rất thấy thèm. Bắc Ly thị tộc nếu có thể đạt được một bộ phận lời nói, thế tất có thể lớn mạnh bản thân. Bắc Ly thị tộc trầm trường thanh nhìn xem đã yên tĩnh lại tuyệt tâm ấn trong lòng đã là hiểu rõ thiên hổ hoàng trong lời nói mục đích rất rõ ràng bản thân tự nhiên là nghe được đối với cái này cái hắn không có cái gì phản cảm vừa vặn tương phản thiên hổ hoàng cách làm nói rõ bản thân trong lòng uy vọng cực cao mới có thể chủ động lấy lòng nói thật nếu có bắt ly thị tộc ra mặt giải quyết vân hải thị tộc sẽ lại càng dễ một chút nhưng là ở trong mắt Trầm Trường Thanh, bây giờ Vân Hải thị tộc thần vương đều là bản thân vật trong túi, không cho phép bất kỳ bên nào thế lực nhúng tay vào. Lại thêm Vân Hải thị tộc thực lực tuy mạnh, nhưng cũng uy hiếp không được bản thân. Sở dĩ tự mình giải quyết, hoàn toàn không là vấn đề. Nội thị bản. Trầm Trường Thanh nhìn xem pháp tắc số lượng, đã là từ 309 chính thức đột phá đến 314, có được 5 cái nguyên điểm toàn bộ đều chuyển hóa thành thực lực vân hải thị tộc cường giả tin tưởng không được bao lâu sắp đến đi hắn có chút chờ mong buông tay buông chân săn giết thần vương có thể so sánh trước mặt mình che che lấp lấp âm thầm chém giết thần vương nhanh lên không biết bao nhiêu hiện tại bỏ mình hai tôn thiên địa thần vương như vậy vân hải thị tộc đằng sau đến cường giả thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu có thể là nhật nguyệt thần vương nhưng càng lớn khả năng, đến sẽ là hoàng vũ thần vương. Dù sao có thể chém giết hai tôn thiên địa thần vương, liền xem như bình thường nhật nguyệt thần vương đến, đều chưa hẳn bảo hiểm, chỉ có xuất động hoàng vũ thần vương, mới có nắm chắc nhất định đem đối thủ trấn áp xuống dưới. Quy tắc thần vương lời nói, khả năng lại là không lớn. Như thế tầng thứ cường giả, tại bất luận cái gì một cái thị tộc bên trong, đều là thuộc về định hải thần châm bình thường tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất động. Nếu như Vân Hải thị tộc nguyện ý xuất động một tôn quy tắc thần vương lời nói, Trầm Trường Thanh cũng là rất tình nguyện. Quy tắc thần vương cho đến nguyên điểm, cũng không phải thiên địa thần vương có thể so sánh. Chư thiên hư không? Thất tuyệt thần vương chắp tay mà đi, mỗi một bước phóng ra, đều có thể vượt ngang trăm vạn dặm, đột nhiên, hắn động tác hơi ngừng lại, tự như là thu được tin tức gì một dạng, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Kỳ hành bỏ mình nặng hoàng để mây giao cùng vân hạ đến đây, quá để mắt thiên ngô nhất tộc, cũng được, liền từ vốn thần vương trước đem thiên ngô nhất tộc diệt. Lại từ bọn hắn đến quét dọn chiến trường đi. Thượng cổ di chỉ cơ duyên, khẳng định không thể rơi vào cái khác thần vương trong tay. Nghĩ tới đây. Thất tuyệt thần vương bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần, một phương bị thành trì bảo vệ thiên địa, đã là thấy ở xa xa. Chương 499, Diệt Thế Hồng Liên Nhân tộc trấn thủ sứ, thiên ngô nhất tộc. Thất tuyệt thần vương đạp không mà tới, khi hắn thần niệm quét ngang đi ra thời điểm, phát hiện sở hữu trong hư không thành trì, đã là đã không còn bất luận là một tu sĩ nào đóng giữ. Đối với này các loại tình huống, trong lòng của hắn đại khái hiểu rõ. Xem ra kỳ hành cùng vân võ chết, đích thật là cùng thiên ngô nhất tộc thoát không ra liên quan, nếu không phải là cái này dạng, thiên ngô nhất tộc không có khả năng rút lui hư không chiến trường quân coi giữ liền xem như thật sự lâm thời không có đại quân đóng quân cũng không khả năng nữa cái giám thì tu sĩ cũng không có hư không chiến trường tại chư thiên ở trong không tính là hiếm thấy sở hữu chủng tộc tại đi hướng chư thiên thời điểm đều để thiên địa bình phong xuất hiện chỗ sơ suất tiếp theo thêm ra một đầu xem như nhược điểm thông đạo vì phòng ngừa có tu sĩ mạnh mẽ xông tới thiên địa thông đạo bày ra hư không chiến trường chính là rất có chuyện tất yếu. Mặt khác, thiên địa bình phong mặc dù cường đại, nhưng đối với cường giả chân chính tới nói, giống nhau là có thể trực tiếp đánh vỡ. Bản thổ tác chiến, bất luận thắng bại, động một tí đều là tử thương ức vạn sinh linh, thậm chí là có long mạch bị hủy khả năng. Kể từ đó, một khi lập xuống hư không chiến trường lời nói, tất cả địch đến đều có thể ngăn cản tại hư không chiến trường bên ngoài, không đến mức lan đến gần tự thân thiên địa. Nếu là hư không chiến trường bị thua, làm đại quân xâm nhập thiên địa, chính là đến tự chiến đến cùng thời điểm. Sở dĩ. Bất luận như thế nào? Hư không chiến trường như là đã lập xuống, cũng không thể nữa cái tu sĩ cũng không có. Trước mắt thiên ngô nhất tộc cảnh tượng, vừa vặn nói rõ, đối phương là sớm có đoán trước minh bạch hư không chiến trường bày lực lượng căn bản ngăn không được vân hải thị tộc cường giả vì để tránh cho vô vị tử thương cho nên mới sớm rút lui lúc đầu thất tuyệt thần vương vẫn chưa thể xác định hai tôn thần vương vẫn lạc là có hay không cùng thiên ngô nhất tộc có quan hệ nhưng bây giờ một màn này hắn đã là trăm phần trăm xác định rồi chợt khi ánh mắt nhìn về phía thiên ngô nhất tộc thiên địa thời điểm thất tuyệt thần vương ánh mắt lại là hơi động một chút bên trong ngàn ngày địa vân hải thì tộc cho đến trong tin tức thiên ngô nhất tộc chỗ thiên địa lẽ ra chỉ là tiểu thiên thiên địa mà thôi bây giờ chân chính đến cũng đã bên trong ngàn ngày địa thiên địa cấp bậc phân biệt vẫn là rất dễ dàng tỷ như thiên địa bình phong cường độ tỷ như thiên địa mức độ bao la bây giờ thiên ngô giới tại tấn thăng bên trong ngàn ngày thời điểm đã là trong lúc vô hình làm lớn ra không ít bực này biến hóa tự nhiên không gạt được thất tuyệt thần vương ánh mắt có thể vì thần vương cảnh cường giả cảm giác phương diện là tương đối nhạy cảm nháy mắt hắn ánh mắt chính là âm lãnh xuống dưới có thể để cho một phương thiên địa trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đây là lấy ngô vân hải thị tộc thần vương làm chất dinh dưỡng tốt quả nhiên là rất tốt tộc ta hồi lâu không có động thủ thật làm cho một chút thế lực coi thường. Hơi vừa chuyển động ý nghĩ. Thất tuyệt thần vương liền đã minh bạch, thiên ngô giới tấn thăng bí mật là cái gì? Lấy thần vương huyết nhục vì chất dinh dưỡng, đổi lấy thiên địa tấn thăng. Mặc dù hắn cùng kỳ hành cùng với vân võ không có quá lớn giao tình, có thể giữa lẫn nhau cùng là vân hải thị tộc thần vương, đại biểu chính là thị tộc mặt mũi. Bây giờ hai tôn thần vương bỏ mình không ít, Quyết nhục thi thể đều bị đối phương xem như tấn thăng thiên địa chất dinh dưỡng. Việc này lưu truyền ra đi, đủ để cho Vân Hải thị tộc mặt mũi mất hết. Chớp mắt. Giống như như sóng to gió lớn khí thế từ thất tuyệt thần vương trên thân, ầm vang ở giữa bạo phát đi ra, quanh mình không gian nháy mắt vỡ vụn. Quanh khí lãng ngập trời. Thành trì sụp đổ. Lớn như vậy hư không chiến trường đều bị một cổ đáng sợ chí cực khí thế bao phủ, thiên ngô nhất tộc bậy thành trì tại này cổ khí tức trước mặt, từng khúc băng diệt vỡ vụn, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Cổ khí tức kia, liền xem như thiên địa bình phong cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Tại thiên ngô giới sinh linh trong mắt, có thể thấy được trên vòng trời vô số lôi đình giống như ngân xà múa loạn, vô hình áp bách tự như như núi lớn, đặt ở trong lòng của bọn hắn, cảm giác khó mà hô hấp. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây là thiên địa tận thế sao? có thật nhiều sinh linh trong lòng hải nhiên một màn này tại bọn hắn xem ra cùng thiên địa tận thế không có gì khác nhau nhưng là có chút cường giả chân chính lại là minh bạch đây là cường giả xâm chiếm dấu hiệu vân hải thì tộc cường giả đến hoàng triều bên trong phổ tông sắc mặt nghiêm túc phi thường kia cổ có thế gây nên thiên địa dị tượng đáng sợ uy áp để hắn bịt kín bóng tối của cái chết không hề nghi ngờ Người đến tất nhiên là thần vương phương diện cường giả. Mà lại, tuyệt không phải bình thường thần vương đơn giản như vậy. Dù sao trước sau đã có hai tôn thần vương, vẫn lạc tại thiên ngô nhất tộc trong tay, bây giờ lại có thần vương đến lời nói, sẽ chỉ sau phía trước vẫn lạc hai tôn thần vương càng thêm cường đại. Trước kia phổ trong tông tâm vẫn luôn là tồn tại một loại lo lắng, sợ sẽ có không thể ngăn cản cường giả đến, hủy diệt thiên ngô nhất tộc nhưng khi hiện tại thật có cường giả đến về sau, hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Sự tình đã thành kết cục đã định. Bây giờ lại nghĩ nhiều như vậy, đã không có cái gì cần thiết. Chỉ nhìn vị kia có thể hay không chống đỡ được, nếu có thể chống đỡ được, thiên ngô nhất tộc tự nhiên cuộc khởi, nếu là ngăn không được, như vậy vạn sự đều không. Trong mật thất, thẩm trường thanh phát giác kia cổ hơi thở mạnh mẽ, tâm thần trực tiếp từ quy tắc sông dài bên trong rời khỏi, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc đã tới một cái có chút phân lượng. Đơn thuần từ khí tức trên sự cảm ứng, liền có thể minh bạch người đến thực lực bất phàm. Tuyệt không phải vân võ kỳ hành một loại thần vương có thể so sánh. Mặc dù cách xa nhau một phương thiên địa, hắn không thể cảm giác phi thường chuẩn xác, nhưng đối phương thực lực tuyệt sẽ không yếu tại thần vương đệ tam cảnh. Lúc này, thẩm trường thanh tiện tay từ minh hà giới bên trong, đem một cốc thần vương linh dược lấy ra, sau đó thân hình liền biến mất ở trong mật thất. Ngoại giới hư không? Thất tuyệt thần vương một chưởng oanh kích ra ngoài, hoàng vũ thần vương lực lượng mẫn diệt hết thảy, mắt thấy là phải đánh nát thiên địa bình phong thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Chặn đường ở cổ lực lượng kia trước mặt. Oanh đưa tay một quyền, lực lượng tiêu hết. Nhìn thấy như thế tình cảnh, thất tuyệt thần vương sắc mặt biến hóa, một trưởng kia lực lượng cứ việc không phải mình ra tay toàn lực, nhưng là đủ để nghiền ép thần vương cảnh cường giả, thế nhưng là như thế công kích lại bị đối phương đưa tay một quyền tan rã, người đến thực lực không thể khinh thường. Khi nhìn thấy thẩm trường thanh bộ dáng thời điểm, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy giống như hiện ra tương ứng tin tức. Thiên ngô nhất tộc hoàng giả. Phù dương. Ngay sau đó, thất tuyệt thần vương lại nhìn thấy đối phương ngay tại nhai lấy đồ vật khi nhìn thấy gốc kia linh dược thời điểm, khóe miệng của hắn lại là có chút trung rẩy. Thần vương cấp linh dược Bực này tại Vân Hải thị tộc Trung Đô thuộc về bảo vật quý giá đồ vật, bây giờ lại bị đối phương làm gầm. Đem sau cùng một điểm linh dược nuốt vào, thẩm trường thanh sẽ tiến vào quy tắc sông dài tiêu hao bổ sung hoàn toàn, sau đó nhìn về phía thất tuyệt thần vương, không biết các hạ là Vân Hải thị tộc vị nào thần vương. Ngô chính là thất tuyệt thần vương thất tuyệt thần vương sắc mặt lần nữa khôi phục đạm mạc trực tiếp báo lên danh hào của mình tộc ta kỳ hành vân võ hai tôn thần vương phải chăng vẫn lạc tại trên tay của ngươi đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm hắn trên cơ bản đã là xác định được rồi có thể ngăn cản bản thân một kích không thể nghi ngờ là có thần vương phương diện thực lực có thể tùy ý nuốt thần vương linh dược nói rõ trên người đối phương cơ duyên không nhỏ minh hà thần quân thường cổ di chỉ không đến trong nháy mắt thất tuyệt thần vương trong lòng minh bạch đối phương thật là tại thường cổ trong di chỉ mặt lấy được chỗ tốt không nhỏ thẩm trường thanh thản nhiên thừa nhận không sai kỳ hành muốn cướp đoạt bản hoàng thần quốc mảnh vỡ sở dĩ bị vốn hoàng trảm giết vân võ vô cớ đồ sát thiên ngô nhất tộc mười vạn đại quân tự nhiên trả giá đắt rất tốt thất tuyệt thần vương gật đầu ánh mắt lạnh lùng dọa người đã rất nhiều không có tu sĩ, dám ở Vân Hải thị tộc trước mặt như thế nào cùng vọng, ngô không biết ngươi ở đây thượng cổ di chỉ ở bên trong lấy được dạng gì cơ duyên, nhưng có một chút lại là muốn để ngươi minh bạch. Cơ duyên chỉ là cơ duyên, muốn nhờ vào đó cơ duyên chống lại một bước lên trời, chống lại một phương đỉnh tim thị tộc, vậy thì có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Nói đến đây. Thất tuyệt thần vương trên thân kia độc thuộc tại thần vương đệ tam cảnh đáng sợ khí tức, như là như bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới, ầm vang rơi vào thẩm trường thanh trên thân. Giao ra ngươi ở đây thượng cổ di chỉ lấy được đồ vật, sau đó tự sát tạ tội, vốn thần vương đáp ứng ngươi chỉ diệt thiên ngô nhất tộc một nửa sinh linh. Lần này nói ngữ, tư thái cao cao tại thượng. Phản phất chỉ diệt sát nửa tộc sinh linh, đã là thiên đại ban ân. Nhưng có lựa chọn thứ hai. Thẩm trường thanh chấp tay, kia cổ hơi thở mạnh mẽ ở trước mặt hắn, giống như cùng gió nhẹ đập vào mặt bình thường thất tuyệt thần vương ánh mắt lạnh lùng lựa chọn thứ hai chính là vốn thần vương giết ngươi giết sạch thiên ngô nhất tộc ngươi ở đây thượng cổ di chỉ lấy được đồ vật cũng giống vậy là ngô đã là như thế bản hoàng vẫn là tuyển thứ ba đi cái gì thứ ba thứ ba đó chính là giết ngươi tất cả vấn đề đều sẽ không còn tồn tại thẩm trường thanh trong miệng thốt ra một câu ngay sau đó bước ra một bước uy thế vô cùng tự như như lôi đình cuồng cuộn mà động thần vương đệ tam cảnh cường hoành uy áp trong khoảnh khắc liền bị tách ra không còn một mảnh tay phải nắm tay đánh ra kim sắc quyền cương mẫn diệt hư không sức mạnh đáng sợ có thể đem hết thảy đều cho đánh nát nháy mắt thất tuyệt thần vương sắc mặt đại biến tại thẩm trường thanh xuất thủ một khắc này hắn cũng cảm giác được mình bị một cổ sức mạnh đáng sợ khóa chặt mẫn diệt hư không một quyền căn bản không giống như là thần cảnh thủ đoạn, ngược lại giống như là đối mặt một tôn cường đại thần vương. Bất quá! Thất tuyệt thần vương như thế nào đi nữa, cũng là thần vương đệ tam cảnh cường giả, không đến một hơi liền đã điều chỉnh bản thân trạng thái. Tốt, vốn thần vương nhường ngươi bại tâm phục khẩu phục. Tay phải đồng dạng một quyền oanh kích. Hai cổ lực lượng đột nhiên va chạm, trăm vạn dặm không gian đều là vỡ nát ra, hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi. Thất tuyệt thần vương kêu lên một tiếng đau đớn, nhục thân khí huyết cuồn cuộn không thôi. Lực lượng thật là cường đại. Nội tâm của hắn càng thêm chấn kinh. Bản thân vừa mới một quyền kia có thể nói là không có nửa điểm giữ lại, nhưng vẫn đang bị chấn khí huyết cuồn cuồn, đủ để chứng minh đối phương lực lượng đã cường hoành đến trình độ nhất định. Mắt thấy thẩm trường thanh thế công lại lần nữa đến, thất tuyệt thần vương trên thân một nguồn sức mạnh đáng sợ thai ngán mà sinh, chợt có ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, hỏa xà phun ra nuốt vào ở giữa, sở hữu bị liên lụy không gian đều là hóa thành hư vô. Ngay sau đó, liền gặp hai tay của hắn bóp ấn, sở hữu dâng lên hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đóa tản ra khí tức hủy diệt màu đỏ sậm liên hoa. Đi! Thất tuyệt thần vương lực lượng thôi động, màu đỏ sậm liên hoa lấy cực nhanh tốc độ, hướng về thẩm trường thanh oanh kích mà đi. Thần thông! Diệt thế hồng liên! Chương 500, chuẩn bị đột phá. Nhân tộc trấn thủ sứ, pháp tắc. Nhìn thấy diệt thế hồng liên hướng về tới mình, thẩm trường thanh liền có thể nhìn ra, này thủ đoạn hoàn toàn vượt qua bình thường thần thông phạm trù, tiến vào pháp tắc phương diện. Mà lại, cũng không phải là mới vào pháp tắc phương diện đơn giản như vậy. Nếu như dựa theo pháp tắc phương diện phân chia để phán đoán lời nói, thất tuyệt thần vương đối với diệt thế hồng liên trưởng khống trình độ, đã là đến pháp tắc đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể minh ngộ quy tắc trình độ một khi minh ngộ quy tắc đối phương liền có thể tấn thăng quy tắc thần vương thấy vậy thẩm trường thanh thần niệm khẽ động động thiên nội bộ phân pháp tắc lực lượng toàn bộ đều là chuyển vào đến thương lôi hoàng chém pháp tắc ở trong chỉ một thoáng thương lôi hoàng chém pháp tắc liền có thể từ mới vào pháp tắc phương diện trực tiếp liền tấn thăng đến một cái sắp tiến vào quy tắc phương diện tình trạng Tiếp theo hơi thở. Màu vàng lôi đình giống như kinh thế thần binh giống như chém ra, sắc bén chí cực khí tức, dù cho là tại không có chạm đến Diệt Thế Hồng Liên thời điểm, đều để hắn quanh thân hỏa diễm lặng yên không tiếng động lui tán. Chém. Diệt Thế Hồng Liên liệt diễm ngút trời, muốn đem kim sắc lôi đình nuốt hết. Thế nhưng là tại Thương Lôi Hoàng chém tuyệt thế mũi nhọn bên dưới, liền xem như Diệt Thế Hồng Liên đều là khó mà ngăn cản, cái kia có thể đốt diệt hư không to lớn Hồng Liên chỉ là duy trì ngắn ngủi trong chốc lát, ngay tại thất tuyệt thần vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, bỗng nhiên tán loạn ra. Một màn này, để hắn trong lòng chấn kinh. Lúc này, thì có thứ hai đóa, thứ ba đóa diệt thế hồng liên ngưng tụ mà thành. Rất nhanh, chính đóa diệt thế hồng liên toàn bộ ngưng tụ vào hư không bên trong, hướng về thẩm trường thanh oanh sát mà đi. Phá. Thẩm trường thanh tay phải một chỉ, thương lôi hoàng chém kia chưa từng hao hết lực lượng nhảy mắt uy năng phóng đại Quanh diệt thế hồng liên tán loạn chính đoá diệt thế hồng liên không đến một hơi thời gian chính là toàn bộ tán loạn ra mắt thấy cái kia kim sắc lợi nhận chém tới thất tuyệt thần vương nội tâm biệt kín bóng ma tử vong vốn định nghiêng người né tránh làm sao thương lôi hoàng chém tốc độ lại nhanh cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi động thần lực ngăn cản thần lực màu vàng ống hiển hiện, hiện trực tiếp cùng kim sắc lợi nhận va chạm. Hai cổ thần thánh lực lượng xen lẫn. Tại cô quạng trong hư không, tách ra cực kỳ hào quang chói mắt. Chờ đến tất cả lực lượng trừ khử thời điểm, thất tuyệt thần vương trước kia hoàn hảo thân thể, đã là trở nên tàn tạ. Tà. Thấy vậy, thẩm trường thanh phất tay, liền đem đối phương tàn khu, toàn bộ đều cho thu vào minh hạ giới bên trong. Lần này, hắn không có lại đem thần vương tàn khu, dung nhập vào thiên ngô giới. Dù sao thiên ngô giới hiện tại đã là tấn thăng bên trong ngàn ngày địa, mà bên trong ngàn ngày muốn tấn thăng đại thiên, vẹn vẹn là có thần vương huyết nhục là không đủ, vẫn cần thiên ngô giới dựng dục ra đủ nhiều cường giả. Mới có thể có tấn thăng thời cơ. Kể từ đó, liền xem như thất tuyệt thần vương huyết nhục dung nhập bên trong, cũng chỉ có thể vì thiên ngô giới mang đến một chút linh khí phương diện tăng trưởng, không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Hơn nữa, thiên ngô giới mặc dù đã thần phục với bản thân, thẩm trường thanh cũng không có dự định, thật sự không giữ lại chút nào bồi dưỡng thiên ngô giới. Để cho tấn thăng, lại đến đằng sau có trở thành thị tộc thời cơ, xem như thiên đại tạo hóa. Bây giờ, thất tuyệt thần vương huyết nhục, hắn là dự định giữ lại lên, chờ trở lại nhân tộc về sau. Tiến một bước tăng cường nhân tộc nội tình. Làm xong những này về sau, thẩm trường thanh dưới chân bày biện ra pháp tắc cầu vàng lại vào vô ngần trong hư không thần quốc thất tuyệt thần vương đã trùng sinh nhưng hắn trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì nếu như nói mẫn diệt thân thể có thể lấy thần quốc phương thức trùng sinh như vậy trong trận chiến ấy lưu lại tâm linh thương tích cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp rồi mặc cho hắn làm sao suy nghĩ cũng không thể nghĩ đến một cái thần cảnh thập trọng tu sĩ có thế có được như thế sức mạnh đáng sợ. Nếu là đối phương đã chứng đạo thần vương lời nói, vậy còn có thế miễn cưỡng tiếp nhận một hai. Thế nhưng là... Thất tuyệt thần vương rất rõ ràng, thẩm trường thanh là tuyệt đối không có chứng đạo thần vương. Không vào thần vương cảnh, nhưng có thể một kích chém giết chính mình. Nghĩ đến khi trảm diệt diệt thế hồng liên cùng với bản thân nhục thân kim sắc lợi nhận, nội tâm của hắn chính là cảm thấy khiếp sợ không thôi tại một kích kia lực lượng trước mặt thất tuyệt thần vương đánh hơi được quy tắc khí tức bởi vậy có thể thấy được đối phương rất có thể đem kia môn thần thông cưỡng ép lĩnh hội đến quy tắc phương diện trước một cái có thể ở không vào thần vương cảnh trước liền minh ngộ ra quy tắc lực lượng cường giả chính là chung sơn thị tộc vị kia không nghĩ tới hôm nay chư thiên bên trong lại ra một vị mạnh như vậy người thất tuyệt thần vương ánh mắt lạnh lẽo hắn hận vì cái gì bản thân khổ tu vô số tuế nguyệt mới tiến vào thần vương đệ tam cảnh đối phương tu hành không đến vạn năm liền có thể hoàn toàn nghiền ép bản thân loại cảm giác này để thất tuyệt thần vương sinh ra một loại ảo giác đó chính là bản thân nhiều năm khổ tu toàn bộ đều tu đến cẩu trên thân răng rắc trong lòng hắn âm thầm buồn khổ thời điểm hoàng vũ thần quốc trên không có một lỗ hổng đột ngột xuất hiện màu vàng cầu dài xuyên thủng hư không, tản ra độc thuộc tại quy tắc khí tức. Mà ở cầu dài phía trên, có tu sĩ đứng chắp tay, vô thường khí tức ầm vang trấn áp rơi xuống, khiến cho lớn như vậy thần quốc đều là vì đó nhận ép. Người muốn đuổi tận giết tuyệt. Thất tuyệt thần vương nhìn thấy người đến, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Tại tận mắt nhìn đến một cái thần cảnh thập trọng có thế cưỡng ép nhập vô ngần hư không, đánh vỡ bản thân thần quốc bình chướng thời điểm, nội tâm của hắn có chấn kinh cũng có thoải mái quả thật bình thường thần cảnh tự nhiên không có nhập vô ngần hư không khả năng nhưng nếu là một vị lĩnh ngộ quy tắc lực lượng thần cảnh muốn nhập vô ngần hư không lại không phải không có khả năng nói trắng ra là chư thiên là do vô tận quy tắc tạo thành tương tự một khi trong tay nắm giữ quy tắc phương diện lực lượng như vậy chư thiên liền đều đều có thể đi đến thẩm trường thanh chấp tay Ánh mắt hờ hững nhìn đối phương, bản hoàng đều đã giết hai tôn vân hải thị tộc thần vương, cũng không kém nhiều ngươi một cái, chỉ là bản hoàng rất hiếu kỳ, tại ngươi vẫn lạc về sau. Vân hải thị tộc sẽ còn có cỡ nào cường giả đến? Nghe vậy. Thất tuyệt thần vương trầm mặt lại. Hắn không có đáp lời, là bởi vì thanh sở vân biển thị tộc tình huống. Bản thân mặc dù không vào quy tắc thần vương, nhưng đã là hoàng vũ thần vương đỉnh phong cường giả, nếu là bản thân vẫn lạc tại trong tay đối phương lời nói như vậy vân hải thị tộc rất có thể sẽ không lại mạo mùi xuất thủ dù sao có thế chém giết một tôn thần vương đệ tam cảnh cường giả như vậy đối phương tất nhiên có được có thể so với thần vương đệ tứ cảnh thực lực như thế cường giả liền xem như lấy vân hải thị tộc nội tình muốn cùng hắn không chết không thôi đều phải tỉ mỉ suy nghĩ một lần mới được nếu có thể chém giết tự nhiên là tốt nhưng nếu là không thể chém giết lời nói, bực này cường giả chính là hậu hoạn vô tận. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là đối phương hoàn toàn không quan tâm mặt mũi, chỉ âm thầm ra tay tập kích Vân Hải thị tộc tu sĩ khác, liền đủ Vân Hải thị tộc uống một bình rồi. Đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Nhìn xem thất tuyệt thần vương trầm mặt, thẩm trường thanh cũng không lãng phí thời gian nữa, tiện tay chính là một quyền trấn áp xuống dưới, đáng sợ quyền cương chấn vỡ thần quốc hư không quyền cương chưa đến. Không bớt tin đồ liền không chịu nổi kia cổ cường đại áp lực, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Thất tuyệt thần vương nhìn xem trấn áp rơi xuống quyền cương, nội tâm đã không còn một tia một hào sợ hãi, thần sắc bình tĩnh đến cực hạn. Yếu thịt cường giả Ngày xưa hắn có thể chém giết cái khác nhỏ yếu tu sĩ, bây giờ tự nhiên là có thể có tu sĩ mạnh mẽ đem hắn chém giết. Đây là thiên lý tuần hoàng, không có chuyện gì để nói minh bạch điểm này. Thất tuyệt thần vương cũng không có ngồi chờ chết, mà là mượn nhờ thần quốc lực lượng, toàn lực ngăn cản. Có thể vì một phương hoàng vũ thần vương thần quốc. Vô số tuế nguyệt đến nay, nơi này ngưng tụ có thể xưng hải lượng tín ngưỡng thần lực, bây giờ tất cả tín ngưỡng thần lực đều là tụ đến, khiến cho trên người của hắn khí tức leo lên đến đỉnh phong. Liền xem như phía trước thần khu mẫn diệt, đưa đến suy yếu, đều là tạm thời tiêu tán không gặp bước ra một bước. Pháp tắc lực lượng quanh quẩn quanh thân. Thất tuyệt thần vương lòng bàn tay phải ngưng tụ hồng liên, ngập trời hỏa diễm trống rỗng dâng lên, lớn như vậy thần quốc trong chốc lát thật giống như biến thành biển lửa quốc gia bình thường. Tất cả tín đồ đều bị biển lửa thôn phệ. Hóa thành tinh thuần lực lượng, khiến cho biển lửa uy lực càng thêm cường hoành. Đi. Tay phải hồng liên lăng không mà lên, quyền cương chạm đến hồng liên nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ khiến cho hồng liên rung động kịch liệt mắt thấy là phải băng diệt thời điểm trong biển lửa vô số lực lượng hiện lên khiến cho hồng liên quan hoa đại thịnh thẩm trường thanh nhìn thấy diệt thế hồng liên lại nổi lên thương lôi hoàng chém lại lần nữa ngưng tụ mà thành kim sắc lợi nhận lăng không chém xuống thần quốc không gian bỗng nhiên xé rách oanh lực lượng oanh kích hủy diệt dư âm tịch hướng về tứ phương khuếch tán thất tuyệt thần vương mặt không biểu tình đem hết toàn lực thôi động diệt thế hồng liên công kích. Tại thời khắc này, hắn tự cảm trong lòng có cái gì đồ vật sắp dựng dục ra đến, khiến cho hồng liên uy thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ừm. Đây là muốn chuẩn bị chứng đạo quy tắc thần vương rồi. Thẩm trường thanh lúc đầu nghĩ trực tiếp xuất thủ, đem đối phương cho cưỡng ép diệt đi. Nhưng mà, làm cảm nhận được diệt thế hồng liên bên trong ẩn chứa yếu ớt khí tức lúc, hắn tâm thần nao nao cổ khí tức kia mặc dù yếu ớt nhưng thẩm trường thanh làm sao có thể không nhận biết bởi vì kia là lệ thuộc vào quy tắc khí tức không hề nghi ngờ thất tuyệt thần vương bây giờ đứng trước tuyệt cảnh lại là vừa vặn tiếng một bước minh ngộ diệt thế hồng liên lực lượng có hy vọng tại pháp tắc cuối cùng lại bước ra một bước minh ngộ ra quy tắc lực lượng nếu như là người khác tại nhìn thấy đối phương sắp đột phá thời điểm đều sẽ không chút do dự ra tay toàn lực ở tại không có chân chính đột phá thành công trước kia trước một bước đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong nhưng là thẩm trường thanh nhưng không có ngăn trở ý tứ lý do rất đơn giản hoàng vũ thần vương cho đến nguyên điểm lại nhiều lại có thể nào cùng quy tắc thần vương so sánh hắn vốn là còn đáng tiếc vân hải thị tộc không có phái quy tắc thần vương đến đây nhường cho mình thu hoạch nguyên điểm thiếu một chút dưới mắt thất tuyệt thần vương đứng trước phá cảnh không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt đừng nhìn hoàng vũ thần vương đỉnh phong cùng mới vào quy tắc thần vương chỉ là kém một bước mà thôi nhưng bước này chênh lệch cho đến nguyên điểm lại là ngày đêm khác biệt sở dĩ tại nhìn thấy thất tuyệt thần vương sắp đột phá thời điểm thẩm trường thanh lúc đầu muốn lập tức diệt đi tâm tư của đối phương đều là hơi ngừng một chút trong tay thế công mặc dù vẫn lăng lệ thế nhưng chỉ là cho đối phương một cái đột phá áp lực mà thôi một bên khác thất tuyệt thần vương đồng dạng là phát giác trạng thái bản thân nội tâm không khỏi âm thầm mừng rỡ nếu như hắn thật có thể chứng đạo thành công lần này tử cục nhất định có thể hóa giải nhìn xem thẩm trường thanh không có chút nào cảm thấy dáng vẻ thất tuyệt thần vương cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng chỉ là âm thầm đột phá yên lặng chờ đợi bản thân lột xác thành công một khắc này chương 501, để vốn thần vương đột phá, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Nhân tộc trấn thủ sứ âm âm. Ngập trời uy thế càng quét thần quốc, hai phe cường giả chiến đấu vẫn là tại tiếp tục. Thẩm trường thanh không có cố ý tăng lên bản thân lực lượng, mà là duy trì vốn có trình độ, tức cho thất tuyệt thần vương áp lực cường đại, lại không đến mức lập tức đem đối phương cho ấn chết. Theo thời gian chuyển dời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người đối phương ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh chỉ là thất tuyệt thần vương vì che giấu bản thân biến hóa cũng là đang tận lực thu liễm trên người lực lượng rất hiển nhiên đối phương lo lắng tự thân đột phá bị phát giác sẽ dẫn đến thuế biến thất bại cho nên mới âm thầm cất giữ mấy phần nhanh còn kém một chút thất tuyệt thần vương cảm giác được tự thân thuế biến đã là đến một cái điểm tới hạn chỉ cần bước ra một bước kia liền có thể chính thức tiến vào quy tắc thần vương hàng ngũ giờ khắc này hắn đã không còn bất luận cái gì ẩn tàng sức mạnh của bản thân không giữ lại chút nào giống như phát tiết ra tới pháp tắc thuế biến quy tắc hiện thế chỉ thấy thần quốc trong hư không có hư ảo quy tắc sông dài vượt không mà tới thất tuyệt thần vương một bước phóng ra chân đạp quy tắc sông dài nháy mắt toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt oanh quy tắc thần vương khí thế càng quét hư không lúc này hắn chỉ cảm thấy bản thân lực lượng đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh cao nhất thân thể ban đầu bên trong cảm giác suy yếu cùng với đối mặt thẩm trường thanh lực bất tòng tâm đều là tiêu tán không còn cũng không tiếp tục phục tồn tại để vốn thần vương đột phá là ngươi đời này sai lầm lớn nhất quy tắc thần vương thất tuyệt thần vương cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bản thân thật có thể đi đến một bước này dù sao đừng nhìn hoàng vũ thần vương cùng quy tắc thần vương chỉ thiếu chút nữa nhưng cả hai lại là ngày đêm khác biệt cái trước chỉ chấp chưởng pháp tắc cái sau đã minh ngộ quy tắc bây giờ chân chính lột xác thành quy tắc thần vương về sau hắn mới hiểu được cảnh giới này cường giả đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào tuyệt đối thực lực cho thất tuyệt thần vương tuyệt cường lòng tin cho dù là đối mặt phía trước có thế tùy tiện nghiện ép chính mình thẩm trường thanh hắn đều có có mấy phần chống lại nắm chắc. Lui một bước tới nói. Liền xem như không thể chém giết đối phương, cho dù là giữ cho không bị bại, nghĩ đến đều là không thành vấn đề. Nhìn xem khí diễm phách lối thất tuyệt thần vương, thẩm trường thanh thần sắc lạnh nhạt, xem ra ngươi bây giờ đối với mình rất tự tin. Quy tắc thần vương cường đại, không phải ngươi có thế tưởng tượng, vốn thần vương thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, coi là đứng đầu thiên kiêu, có thế lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đều khó mà cải biến ngươi chỉ là thần cảnh thập trọng sự thật ngươi nếu là như vậy thối lui trước kia ngươi ta ân oán tiêu hết nhưng nếu là tử chiến lời nói vốn thần vương cũng là phụng bồi tới cùng thất tuyệt thần vương nhìn xem thẩm trường thanh bình tĩnh thần sắc lúc đầu cuồng ngạo nội tâm có nhỏ nhẹ rung động bản thân đã chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh đối phương nhưng không có như bản thân dự đoán giống như chấn kinh bực này tình huống hoặc là có chỗ ỷ lại hoặc là chính là thuần túy hù dọa chính mình. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều không muốn tùy tiện mạo hiểm. Đặc biệt là thẩm trường thanh phí trước thi triển ra thực lực, tương tự là với tới đến quy tắc thần vương phương diện. Dù là bản thân chứng đạo thành công, chân chính có thể chém giết đối phương xác suất cũng là không lớn. Bực này tình huống, tự chiến xuống dưới cũng không có cái gì cần thiết. Đương nhiên, cái gọi là ân oán hai tiêu, cũng chỉ là trên miệng lời nói mà thôi đợi đến đối phương thối lui hắn lập tức trở về đến vân hải thị tộc triệu tập cường giả đem thiên ngô nhất tộc cho trực tiếp diệt liền xem như trước mắt vị này thiên ngô nhất tộc hoàng giả cũng là đồng dạng một con đường chết lúc đầu muốn diệt sát bực này cường giả không phải chuyện dễ dàng liền xem như lấy vân hải thị tộc nội tình muốn làm đến một bước này đều phải trả giá cái giá không nhỏ nhưng bây giờ khác biệt mình đã chứng đạo quy tắc thần vương tại thất tuyệt thần vương trong mắt nhiều một tôn quy tắc thần vương cùng thiếu một tôn quy tắc thần vương hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau đặc biệt là thẩm trường thanh mặc dù có được thần vương đệ tứ cảnh chiến lực lại chưa từng chân chính tiến vào thần vương cảnh kể từ đó muốn đem đối phương giải quyết có thể so với chân chính giải quyết một vị quy tắc thần vương dễ dàng không ít nói trắng ra là không vào thần vương cảnh tu sĩ đều là có được nhược điểm trí mạng. Đó chính là chỉ cần đem đối phương nhục thân chém giết. Trên cơ bản chính là chân chính bỏ mình, sẽ không như là thần vương như vậy, nhất định phải đem thần quốc hủy diệt về sau, tu sĩ mới có thể chân chính vẫn lạc. Tại thần quốc không có phá diệt trước kia, nhiều muốn chém giết, cơ hồ là không có gì có thế có thế. Thẩm trường thanh chấp tay, nhìn xem thất tuyệt thần vương bộ kia cùng trước kia hoàn toàn bất đồng tư thái sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh quy tắc thần vương rất mạnh sao đơn giản một câu để thất tuyệt thần vương sắc mặt âm trầm xuống ngươi sẽ vì ngươi cùng vọng trả giá vốn có đại giới đã đối phương không cho mình mặt mũi vậy hắn cũng liền lại nói những thứ khác cần thiết thần vương tự có thần vương mặt mũi sở dĩ làm thoại âm rơi xuống thời điểm, thất tuyệt thần vương ngang nhiên xuất thủ. Thần quốc biển lửa bốc lên, vô cùng quy tắc khí tức hiện ra đến, đóa đóa diệt thế hồng liên tự trong biển lửa hiển hiện, hiện tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức hủy diệt. Liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là diệt thế hồng liên? Hắn giang hai tay ra, trên mặt thần sắc ngạo nghễ, theo hắn lời nói nói ra thời điểm, đầy trời hồng liên hướng về hư không bay đi, đáng sợ lực lượng đem hư không đều cho tất cả đều mẫn diệt. Thật giống như là muốn đem thẩm trường thanh triệt để nuốt hết. Diệt thế hồng liên bản thân liền là đỉnh tim thần thông. Hiện tại thất tuyệt thần vương minh ngộ diệt thế hồng liên quy tắc, khiến cho cửa này thần thông vĩ lực, đưa lên đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu như là đổi lại cái khác thần vương lời nói, cho dù là cùng là thần vương đệ tứ cảnh cường giả, đều phải thận trọng đối đãi. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không phải thần vương, tương tự không phải bình thường thần vương có thể so sánh. Mắt thấy đầy trời hồng liên dân lên thời điểm, hắn trực tiếp đem trong động thiên tất cả pháp tắc lực lượng. Toàn bộ rót vào đến thương lôi hoàng chém pháp tắc ở trong. Quanh quy tắc sông dài vượt không mà tới, vô cùng vô tận kim sắc lôi đình, trên bầu trời thần quốc tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo lôi đình đều giống như kinh thế thần binh, hư không lặng yên không một tiếng động giống như vỡ vụn hoàn toàn bị kim sắc sợ chiếm cứ. Thẩm trường thanh chân đạp quy tắc sông dài, toàn thân bị kim sắc lôi đình bao khỏa, giống như kim sắc thần linh giống như quan sát phía dưới thất tuyệt thần vương, cùng với kia dân lên đầy trời hồng liên, trong mắt không ẩn chứa một tia một hào tình cảm. Diệt. Trong miệng hắn phun ra một chữ. Tay phải ấn ép xuống bên dưới. Nháy mắt. Tàn phá bừa bãi ở trong hư không kim sắc lôi đình, chính là bỗng nhiên oanh kích mà xuống chỉ là vừa vừa chạm vào cùng, đầy trời hồng liên liền đã bị hoàn toàn nuốt hết đi vào, thất tuyệt thần vương trong mắt tràn đầy hải nhiên. Oanh! Mênh mông thần quốc chỉ còn lại màu vàng lực lượng chiếm cứ. Răng rắc nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, tự như là có cái gì đồ vật băng liệt đồng dạng. Ngay sau đó, vỡ vụn thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tại kim sắc lôi đình trùng kích vào, mà lấy quy tắc thần quốc mênh mông vô ngần, đều là đến một cái có thể tiếp nhận vận chuyển cực hạn. Cuối cùng, lớn như vậy thần quốc, ầm vang vỡ nát ra. Sở hữu Kim Sắc Lôi Đình thoát ly thần quốc trói buộc, trực tiếp tại vô ngần trong hư không tàn phá bừa bãi. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là đâu nhất tộc cường giả, vì sao như thế Kim Sắc Lôi Đình xưa nay không từng gặp? Có hư không ma cảm nhận được kia cổ sức mạnh đáng sợ, đều là trong lòng hải nhiên hoảng hốt chạy bừa rời đi hư không ma không giống với chư thiên vạn tộc sinh linh bọn hắn không đi truyền thống thần đạo không tu thần quốc nếu là thật sự thân thể bị diệt lớn như vậy xác suất liền phải vẫn lạc sẽ không như là chư thiên vạn tộc như vậy ương ngạnh sở dĩ tại nhìn thấy cổ lực lượng kia tràn lan lúc đi ra đều là ngay lập tức rời đi nhưng ở những cái kia hư không ma thoát đi thời điểm ở hư không chỗ sâu có hơi thở mạnh mẽ giống như nước thủy triều cuốn tới Ai dám tại vô ngần trong hư không làm càng? Trầm thấp âm lãnh thanh âm, tự như ma âm rót vào tai, chấn hư không từng khúc vỡ nát. Thẩm trường thanh đang nghe thanh âm này về sau, nghiêng đầu nhìn về phía sau trong hư không, cũng không có cái gì dừng lại ý tứ, trực tiếp dọc theo kim sắc cầu dài, hướng về chư thiên hư không mà đi. Khi hắn vừa mới bước ra vô ngần hư không một nháy mắt, có bàn tay màu đen vượt không tới, hung hăng đánh vào giữa hư không. Răng rắc hư không nổ tung đáng tiếc thẩm trường thanh thân ảnh sớm đã không gặp mắt thấy có vạn tộc tu sĩ từ bản thân ngay dưới mắt trời đi cái kia thần bí tồn tại phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét nhưng lại không thể không thối lui không có cách nào hư không thần tộc lại là cường hoành cũng chỉ có thể tại vô ngần trong hư không dương oai chư thiên hư không trung thẩm trường thanh một bước từ bên trong đi ra sau lưng kia cổ đáng sợ lực lượng bộc phát lúc cũng là rõ ràng cảm nhận được hư không thần tộc không thể khinh thường hắn sắc mặt cảm khái hư không thần tộc nội tình là thật đáng sợ trừ lần trước đụng phải vị kia lần này lại gặp một tôn cường giả theo đối phương hiển lộ khí tức đến xem nói ít cũng là thần chủ phương diện nguyên nhân chính là phát giác điểm này thẩm trường thanh mới có thể không chút do dự rút lui dù sao loại kia cấp bậc cường giả liền xem như bản thân ác chủ bài ra hết, đoán chừng cũng liền chống lại một hai mà thôi, muốn chém giết nói độ khó không nhỏ. Hơn nữa, nếu như nói một tôn thần chủ cấp bậc hư không ma, không đáng bản thân bỏ mạng chạy trối chết lời nói. Như vậy phệ không liền tuyệt đối đúng quy cách. Mặc dù phệ không không có xuất hiện, có thể vạn nhất bản thân cùng tôn kia hư không ma giao thủ, đem đối phương cho trêu chọc ra tới, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ngật này mới thôi thẩm trường thanh cũng không có quên phệ lỗ hổng sơ hiển lộ ra ngoài lực lượng đáng sợ loại kia cường giả đừng nói là bây giờ mình cho dù là ngày khác thật chứng đạo vạn pháp cảnh vậy tuyệt đối không có khả năng chống lại rồi sở dĩ bất kể có phải hay không là vị thần kia chủ hư không ma đối thủ theo đối phương tại vô ngần trong hư không chém giết đều là cực không sáng suốt cách làm thắng thua tại bản thân cũng không có chỗ tốt gì rời đi mới là thỏa đáng nhất ngay sau đó, thẩm trường thanh bình tĩnh lại tâm thần, nhìn về phía bản thân bản thời điểm, trên mặt lập tức toát ra nụ cười mừng rỡ. 80 nguyên điểm Chỉ thấy bản bên trên nguyên điểm, đã là từ linh trực tiếp tăng trưởng đến 80. Như thế thu hoạch. Hoàn toàn không phải phía trước vân võ cùng với kỳ hành có thể so sánh. Hai tôn thiên địa thần vương, tính toán đâu ra đấy mới cho bản thân năm cái nguyên điểm, bây giờ một cái thất tuyệt thần vương, liền cho mình 80 nguyên điểm. Bởi vậy có thể thấy được, chém giết cao đẳng cấp thần vương, lấy được nguyên điểm hoàn toàn không phải thấp cấp bậc thần vương có thể so sánh. Bất quá, Thất Tuyệt thần vương có thể cho đến nhiều như vậy nguyên điểm, hẳn là cùng hắn đột phá tới quy tắc thần vương có quan hệ, phía trước chém giết một tôn hoàng vũ thần vương mới cho ba 40 nguyên điểm, bây giờ Thất Tuyệt thần vương trực tiếp gấp bội. Như thế xem ra một tôn quy tắc thần vương giữ gốc có thể cho 80 nguyên điểm, không sai không sai. Thẩm trường thanh hài lòng gật đầu. Chương 502, Khai Dương Thần Vương Nhân tộc trấn thủ sứ trong hư không Có một nam một nữ hai tôn thần vương ngự không mà đi, đột nhiên, phía trước hư không nổ bể ra đến, có vô số kim sắc thần quan tản mát tứ phương thần vương vẫn lạc. Hai tôn thần vương sắc mặt biến hóa, trước kia ngự không động tác đều là dừng lại. Không đợi bọn hắn biết rõ ràng là phương nào thần vương vẫn lạc thời điểm, trong cõi u minh, tự có tin tức truyền đến. Nháy mắt. Cả hai sắc mặt hải nhiên đại biến. Thất tuyệt thần vương bỏ mình. Mây giao thần vương sắc mặt khó coi, trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy sợ hãi. Thất tuyệt thần vương vẫn lạc, với hắn mà nói thật sự là quá đột ngột rồi. Đối phương rõ ràng là phụng mệnh tiến về thiên ngô nhất tộc, bản thân hai cái thì là phụng mệnh tiến đến tương trợ thất tuyệt thần vương, kết quả thất tuyệt thần vương mặt cũng không có tới kịp nhìn thấy, đối phương liền đã bỏ mình. Vân Hà thần vương gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, ánh mắt chỗ sâu có cùng mây giao thần vương đồng dạng hải nhiên. Chúng ta hiện tại phải làm như thế nào, tiếp tục tiến về thiên ngô nhất tộc, vẫn là đi đầu trở về lại nói. Nghe vậy, Mây giao thần vương thần sắc vẫn như cũ âm trầm, thất tuyệt thần vương chính là đứng đầu Hoàng Vũ thần vương. Thực lực không phải người ta có thể so sánh, bây giờ liền ngay cả hắn đều đã vẫn lạc, coi như chúng ta tiến về lại thay đổi gì. Đứng đầu Hoàng Vũ thần vương đều chết hết, đừng nói bản thân hai cái Nhật Nguyệt thần vương rồi. Thần vương bốn cảnh. Mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là không nhỏ. Hai tôn Nhật Nguyệt thần vương muốn sánh vai một tôn đứng đầu Hoàng Vũ thần vương đó là không thể nào sự tình. Đương nhiên, chân chính thiên kiêu ngoại lệ. Thế nhưng là thiên kiêu khó gặp, cũng chính là dưới mắt đại tranh chi thế, mới có thiên kiêu phun ra ngoài một mạng, đổi lại dĩ vãng thời điểm. Vạn năm ở giữa cũng khó khăn ra một vị thiên kiêu. Mây giao thần vương rất rõ ràng, liền xem như bản thân tăng thêm một cái vân hà thần vương, cùng thất tuyệt thần vương đều là tồn tại lớn lao trên lệch. Đối phương vẫn lạc, tình thế đã vượt qua trưởng khống, sự tình phía sau liền phải nhìn thị tộc bên kia xử lý như thế nào rồi. Sở dĩ Khi nhìn đến kia dần dần biến mất thần quốc mảnh vỡ, hai tôn thần vương liếc nhau, đều là trực tiếp quay đầu trở về. Nói đùa Thần vương đệ tam cảnh cường giả đều chết hết, thiên ngô nhất tộc nhất định là có đại hung hiểm. Lấy bọn hắn thực lực quá khứ. Đây chẳng phải là cùng chịu chết đồng dạng. Ai cũng không muốn làm hy sinh vô vị, chỉ có thể là trở về thị tộc lại nói. Đồng thời, Vân Hải thị tộc bên trong, khí vận gào thét. Trong thiên địa tất cả sinh linh tu sĩ, hiện tại cũng là sắc mặt hải nhiên, tự như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Vì thứ ba thần vương rồi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vân Hải thị tộc liền đã bỏ mình ba tôn thần vương. Liền xem như lại như thế nào ngu xuẩn tu sĩ đều có thể minh bạch thị tộc xảy ra đại sự rồi. Dù sao, phía trước Vân Hải thị tộc vạn năm thời gian, đều chưa chắc có một tôn thần vương vẫn lạc. Hiện tại một hơi vẫn lạc ba tôn, rất rõ ràng là xảy ra đại vấn đề. Dù sao một tôn có thể là ngoài ý muốn, hai tôn cũng có thể là là ngoại ý muốn, nhưng nếu là ngắn ngủi đến thiên vẫn rơi ba tôn thần vương lời nói, vậy thì không phải là ngoại ý muốn có thể giải thích. Trong đại điện, lại có vị thứ ba thần vương vẫn lạc thời điểm, vân trọng không tiếp tục như là thường ngày như vậy nổi trận lôi đình, mà là thần sắc bình tĩnh, tự như là đang suy tư điều gì. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Thất tuyệt thần vương vẫn lạc, chém giết hắn tu sĩ nói ít cũng là có được quy tắc thần vương phương diện lực lượng. Bản hoàng rốt cuộc là khinh thường chút, mới khiến cho thị tộc bị tổn thất lớn như thế. Tại biết rõ thiên ngô nhất tộc chỉ là cường tộc về sau, Vân Trọng không thể không thừa nhận, mình đích thật là không có đem đối phương để ở trong mắt. Nguyên nhân chính là khinh thị như vậy, mới đưa đến Vân Hải thị tộc tổn thất ba tôn thần vương. Chuyện cho tới bây giờ. Cứ việc thất tuyệt thần vương tin tức không có minh xác truyền đến, nhưng đem tất cả mọi chuyện kết hợp với nhau, hắn đã có thể trăm phần trăm xác định, ba tôn thần vương đều là đưa tại thiên ngô nhất tộc trong tay. Bất luận thiên ngô nhất tộc sau lưng phải chăng có những thứ khác cường giả hoặc là thế lực tồn tại nhưng thiên ngô nhất tộc bên ngoài đều là chân chính người chủ trì. Nếu như là bình thường thần vương, Vân Trọng sẽ không để ý cái gì. Khả năng chém giết đỉnh tim hoàng vũ thần vương, hư hư thực thực chiến lực tiến vào thần vương đệ tứ cảnh cường giả, hắn liền muốn thần trọng đối đãi Dạng này cường giả, tại thần chủ không ra tình huống dưới, đã được cho đỉnh tim. Liền xem như thật muốn đối phó, cũng được lại có vạn toàn nắm chắc về sau mới được. Vân Hải thị tộc uy nghiêm không dung xúc phạm. Vân Trọng Thanh âm bình tĩnh tại trống vắng trong đại điện vang lên, sau đó thân hình của hắn liền chậm rãi biến mất ở trên chỗ ngồi. Non xanh nước biếc, núi non trùng điệp. Thanh tịnh lộ chân tướng nước suối bên cạnh, có thanh y đạo nhân thả câu, lâu lâu có chim bay rơi vào đạo nhân trên vai đỉnh đầu, không coi ai ra gì giống như thanh lý bản thân, sau đó lại là khoan thai giống như bay đi mà đạo nhân giống như là một khối tuyên cổ bất động tảng đá giống như ngồi một mình ở nơi đó dù cho là vạt áo đều chưa từng đông đưa nửa phần bỗng nhiên thẳng đứng cần câu có chút trung động lại đạo nhân tay phải vừa nhất liền gặp một đuôi cá bạc tự mặt nước nhảy ra trực tiếp rơi vào một con giày rộng trên bàn tay hơi thưởng thức một hai đạo nhân tiện tay đem cá bạc ném vào trong suối nước sau đó lặp lại vừa mới thả câu tư thái đúng lúc này không gian có chút dập dờn vân trọng đột ngột hiển hiện ra gặp qua khai dương thần vương nặng hoàng đến rồi đạo nhân cũng là là khai dương thần vương chậm rãi mở miệng thanh âm như gió xuân ấm áp bình thường để vân trọng nội tâm không nhanh đều là tiêu tán rất nhiều phát giác được tự thân biến hóa hắn sắc mặt có chút vui mừng mặt ngoài thần thái càng thêm cung kính chúc mừng thần vương thực lực lại có tinh tiến nghĩ đến không được bao lâu liền có thể chứng đạo thần chủ rồi thần chủ. Khai dương thần vương khẽ lắc đầu, đối với thổi phòng trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Chứng đạo thần chủ há lại dễ dàng như vậy, loại kia cảnh giới ai cũng không có niềm tin tuyệt đối, mà là chú trọng một cái cơ duyên, cơ duyên đến tự nhiên là có thế chứng đạo, cơ duyên không đến lại như thế nào miễn cưỡng, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vân trọng nghe vậy, trên mặt có chút không hiểu, lấy thần vương thuyết pháp, chứng đạo thần chủ bế quan hay không chẳng lẽ không phải không có cái gì tác dụng như vậy thần vương bây giờ lưu ở nơi đây không ra lại là vì cái gì lão phu lưu ở nơi đây chỉ vì lấy tốt hơn trạng thái chờ đợi cơ duyên đến khai dương thần vương thoải mái nói vân trọng không khỏi ngay người lại nhưng cũng không có phản bác cái gì lúc này khai dương thần vương nói nặng hoàng đến không có khả năng không có duyên cớ phía trước thì tộc khí vận rung chuyển Nghĩ đến là có chút phiền toái, có lời gì không ngại nói thẳng đi. Thần Vương nói không sai, tộc ta trước đó không lâu vẫn lạc ba tôn thần vương, trong đó có một tôn chính là Thất Tuyệt Thần Vương. Vân Trọng không có giấu giếm ý tứ, chi tiết giống như trả lời. Thoải âm rơi xuống. Khai Dương Thần Vương nắm chặt cần câu tay có chút ngừng tạm, bình tĩnh không lay động sắc mặt hơi động một chút, lão phu nhớ được Thất Tuyệt tiểu tử kia đã sớm nhập thần vương đệ tam cảnh đi. Thất Tuyệt Thần Vương mấy vạn năm trước đã nhập Thần Vương Đệ Tam cảnh, bây giờ càng là đến Thần Vương Đệ Tam cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập Thần Vương Đệ Tứ cảnh rồi. Từng Có thể đem Thần Vương Đệ Tam cảnh Thất Tuyệt chém giết, nói ít cũng được Thần Vương Đệ Tứ cảnh thực lực mới được, xem ra Vân Hải thị tộc trêu chọc phải không kém thế lực. Khai Dương Thần Vương gật đầu gật đầu, liền xem như biết được Thất Tuyệt Thần Vương vẫn lạc, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Vân Trọng nói: theo tộc ta có được tin tức, ba tôn thần vương vẫn lạc đều cùng một cái tên là Thiên Ngô nhất tộc cường tộc có quan hệ. Cường tộc. Lần này, Khai Dương thần vương sắc mặt rốt cục có tương đối rõ ràng ba động. Có thể chém giết thất tùy cường tộc, sau lưng có lẽ có được những thứ khác thế lực, nếu như không có thế lực khác lời nói, kia phương cường người rất có thể tồn tại một vị đỉnh tiêm thiên kiêu. Chỉ có cái này dạng. Tại năng lấy cường tộc thân phận chém giết thần vương đệ tam cảnh tu sĩ đơn giản phân tích bên dưới khai dương thần vương liếc vân trọng liếc mắt nặng hoàng bây giờ tới là dự định để lão phu xuất thủ giải quyết kia phương cường tộc sao bản hoàng đang có ý này ngươi có thể nghĩ tin tường lão phu đáp ứng vì ngươi vân hải thị tộc xuất thủ ba lần bây giờ cơ hội chỉ còn lại một lần cuối cùng nếu là lãng phí ở một phương cường tộc trên thân lại hối hận có thể đã muộn Khai Dương Thần Vương không khỏi nhắc nhở một câu. Xuất thủ của mình cơ hội, đối với bây giờ Vân Hải thì tộc tới nói càng trân quý. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ chờ đến cái nào đó thời điểm then chốt, mới có thể nhường cho mình xuất thủ. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ dùng tại một phương cường tộc trên thân. Vân Trọng trầm mặt nửa ngày, cắn răng nói, đại tranh chi thế, chư thiên vạn tộc giống như sài lan vây quanh, tộc ta có bất kỳ yếu giống biểu lộ ra, cũng có thể dẫn tới đàn sói chia cắt. Thiên Ngô nhất tộc tuy là cường tộc, nhưng tộc này mang tới ảnh hưởng không nhỏ, mà lại mặc kệ sau lưng nó phải chăng có được thế lực khác, có thể chém giết thất tuyệt thần vương, đều là nhất định có được thần vương để tứ cảnh nội tình. Nhìn Chung Vân Hải thị tộc, chỉ có thần vương ngài tự mình xuất thủ, tài năng chân chính giải quyết vấn đề này, mà không đến như để Thiên Ngô nhất tộc lại có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nếu là có lựa chọn vân trọng nhất định là sẽ không để cho khai dương thần vương xuất thủ như thế cường giả bất kỳ lần nào cơ hội ra tay đều là càng trân quý tùy tiện ở giữa không thể lãng phí nhưng bây giờ không giống nhau ba tôn thần vương vẫn lạc cùng với thiên ngô nhất tộc sự tình mặc dù không có lưu truyền ra đi nhưng giấy là không gói được lửa đợi đến tin tức chân chính lưu truyền ra đi vân hải thì tộc thế tất sẽ bị các tộc xem nhẹ lại thêm thần vương vẫn lạc ba tôn khiến cho trong tộc thực lực suy yếu, chưa chừng sẽ có thế lực khác sinh ra không nên có tâm tư. Chỉ có đem Thiên Ngô nhất tộc tiêu diệt, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng Vân Hải thị tộc tuyệt cường nội tình, mới có thể bỏ đi tìm ẩn tai họa ngầm. Đáng tiếc, Vân Hải thị tộc mặc dù nội tình không cạn, nhưng đối phó Thiên Ngô nhất tộc, không có khả năng thật sự nâng toàn tộc chi lực xuất thủ, không phải liền xem như thắng vậy mất hết mặt mũi. Sở dĩ càng nghĩ, chỉ có khai dương thần vương xuất thủ mới là thích hợp nhất tức có thế diệt thiên ngô nhất tộc lại có thể biểu hiện vân hải thì tộc thâm bất khả trắc có thể nói nhất cử lưỡng tiện chỉ là muốn lãng phí một lần như thế cường giả cơ hội xuất thủ xem như đáng tiếc nhất rồi khai dương thần vương nghe vậy gật đầu gật đầu nặng hoàng đã làm ra quyết định vậy lão phu cũng sẽ không nói cái gì chỉ là lão phu mặc dù đáp ứng giúp ngươi xuất thủ nhưng cũng không thể cam đoan thật có thể diệt thiên ngô nhất tộc. Nếu là thật sự chuyện không thể làm, thì nên trách không được lão phu. Vân Trọng mỉm cười, thần vương nói đùa. Lấy thực lực của ngài đối phó chỉ là thiên ngô nhất tộc có thể có vấn đề gì, dĩ nhiên, thiên ngô nhất tộc thật muốn uy hiếp được thần vương tính mạng lời nói, thần vương rút đi cũng không thể của trách nhiều, bản hoàng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, cái này có một tiền đề, đó chính là thần vương thật sự ra tay toàn lực mà không phải có giữ lại. Yên tâm, lão phu chuyện đã đáp ứng, tự nhiên toàn lực ứng phó. Khai dương thần vương đang khi nói chuyện, nắm chặt cần câu tay phải lại là vừa nhất, một đuôi cá bạc lại lần nữa rơi vào trong tay. Chương 503, Thái Cổ Minh Nhân tộc trấn thủ sứ hùng vĩ rộng lớn thành trì, giống như một tôn đáng sợ cường giả trấn áp tại dãy núi bên trong, trong lúc vô hình phát ra khí tức, để sở hữu lui tới tu sĩ, đều là trong lòng sinh ra kính sợ. Lúc này, có cường giả xé rách hư không mà tới, quan sát phía dưới giống như cự long phủ phục giống như thành trì, ánh mắt bên trong có hàng quan rạng rỡ. Tin tức không có sai a. À. Mặt khác một tôn cường giả gật đầu, chúng ta đã dò xét tin tường, u minh các tại tuyên cổ đại lục 28 vực đều có phân bộ, mà ở hoang cổ vực phân bộ tự tọa lạc nơi này thái cổ trong thành. Thái cổ thành Chính là hoang cổ vực chân chính hạch tâm, ngày xưa chính là một tôn vô thượng cường giả tự tay đúc thành thành trì, bản thân liền có được phi phạm uy năng. Theo tôn kia cường giả vẫn lạc, thái cổ thành dần dần liền trở thành hoang cổ vực đông đảo tu sĩ tụ tập địa phương. Đồng thời, U Minh Các cũng là ở chỗ này. Còn sót lại cường giả nghe vậy, đều là sắc mặt lạnh lùng đã u minh các phân bộ tồn tại ở đây vậy cũng không cần lãng phí thời gian tốt đơn giản ngữ chính là trực tiếp xác định ra sau đó một đám cường giả hướng về tiến vào thái cổ trong thành không đến nửa canh giờ thái cổ thành bên trong liền bộc phát ra một cổ cường đại chí cực ba động tự như là có cái gì đáng sợ tu sĩ ngay tại vật lộn chém giết bình thường lần này động tác có thể nói là trực tiếp đã kinh động thái cổ thành thủ vệ phương nào thế lực dám ở thái cổ thành nháo sự. Hơi thở mạnh mẽ dâng lên, có mang lấy màu trắng ngọc giáp tu sĩ ngự không mà tới. Trước kia trong thành tu sĩ một chút nhìn thấy có màu trắng ngọc giáp tu sĩ xuất hiện lúc, sắc mặt đều là không tự chủ được biến đổi. Thái cổ thành thủ vệ đến rồi. T. Không nghĩ tới lại có tu sĩ dám can đảm công nhiên tại thái cổ thành bên trong động thủ. Bây giờ trêu đến thái cổ vệ xuất động, chỉ sợ là phiền phức lớn rồi. Chưa hẳn như thế, vừa rồi lão phu nhìn thấy những cái kia xuất thủ tu sĩ, tự như là đến từ vân long thần tộc, mặc dù thái cổ thành uy thế không nhỏ, nhưng vân long thần tộc cũng không phải bùng nặng. Vân long thần tộc Đang nghe cái danh hiệu này thời điểm, không ít tu sĩ đều là sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Chiêu thiên thần tộc cũng có mạnh yếu phân chia, vân long thần tộc không thể nghi ngờ là thuộc về loại kia cường đại thần tộc, trong tộc nội tình không phải bình thường. Đương nhiên, thái cổ thành làm hoang cổ vực cổ xưa thành trì khống chế thái cổ thành thế lực cũng là không thể khinh thường song phương nếu là thật sự lên cái gì phân tranh lời nói bất luận ai thắng ai thua gặp nạn chỉ sợ đều là trong thành tu sĩ khác lúc này u minh các phân bộ sở tại đã là hoàn toàn biến thành một vùng phế tích trên mặt đất không ít tu sĩ hài cốt rơi lạ tả trên đất chứng minh đã vừa mới là bộc phát một trận đại chiến làm thái cổ vệ đến thời điểm nhìn thấy một màn này lúc sắc mặt đều là âm trầm xuống thái cổ trong thành cấm chỉ nháo sự chư vị lại cùng ta tiến về trong thiên lao đi một lần đi cầm đầu tướng lĩnh sắc mặt lạnh lùng ngay sau đó là vung tay lên toàn bộ mang đi chính đáng sở hữu thái cổ vệ chuẩn bị xuất động thời điểm vân long thần tộc một phương vân chu dẫn đầu bước ra một bước chắp tay nhìn xem thái cổ vệ sắc mặt cũng là đạm mạc vân long thần tộc làm việc hy vọng thái cổ thành tạo thuận lợi. Vân Long thần tộc, Ruộng Hồng nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Vân Chu dáng vẻ tự như nghĩ tới điều gì. Nguyên lai là Mây Thần cung tiến vào chư thiên thiên kiêu, bổn tướng quân là có chút mắt vụng về rồi. đã các hạ nghe nói qua ta, vậy thì mời tạo thuận lợi đi. Vân Chu lạnh nhạt nói. Tại đến Thái cổ thành trước kia, hắn liền đã thăm dò được Thái cổ thành tin tức biết được Thái Cổ Thành không phải lệ thuộc vào phương kia chủng tộc, mà là bị một cái tên là Thái Cổ Minh thế lực chưởng khống. Cái gọi là Thái Cổ Minh, kỳ thực chính là sở hữu tán tu chỉnh hợp một cái thế lực. Có thể đem khống cổ xưa Thái Cổ Thành, Thái Cổ Minh thế lực tự nhiên không tầm thường, nhưng theo Vân Chu, cùng Vân Long thần tộc cùng với Mây Thần cung bực này chân chính đứng đầu thế lực so sánh, chỉ là một cái Thái Cổ Minh lại là không tính là gì. Nếu như không phải bởi vì tại Thái Cổ Thành là đối phương địa bàn, hắn thậm chí đều chẳng muốn khách khí hai câu nghe vậy ruộng hồng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo mặc kệ ngươi là đến từ vân long thần tộc hoặc là cái khác thần tộc các ngươi tại thái cổ ngoài thành như thế nào làm việc cùng bản tướng không có bất cứ quan hệ nào có thể tại thái cổ thành bên trong liền phải dựa theo thái cổ thành quy củ tới bất luận cái gì tự tiện ở trong thành động thủ tu sĩ hết thảy đánh vào thiên lao phàm là có bất kỳ chống lại ngay tại chỗ giết chết lời này vừa nói ra vân chu sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống chỉ là thái cổ minh thật to gan động thủ ruộng hồng không nói nhảm cái gì trực tiếp vung tay lên lần nữa để sở hữu thái cổ vệ xuất thủ truy nã đối với lần này u minh các nhất phương tu sĩ đều là không có bất kỳ cái gì ngăn cản mặc cho thái cổ vệ đem chính mình cầm xuống nhưng khi thái cổ vệ tới gần vân long thần tộc nhất phương thời điểm hơi thở mạnh mẽ từ vân chu trên thân bạo phát đi ra, mấy cái thái cổ vệ bị chấn ho ra máu bay tứ tung. Muốn cầm nã bản thánh tử, ngươi không có tư cách, liền xem như toàn bộ thái cổ minh đều không có tư cách. Ngươi dám can đảm phản kháng. Ruộng hồng ánh mắt lạnh lẽo, thái cổ minh duy trì thái cổ thành trật tự nhiều năm. Chưa từng có tu sĩ có thể ở thái cổ trong thành tổn thương thái cổ vệ về sau, có thể an nhiên rời đi. Sở dĩ tại Vân Chu dẫn đầu phản kháng thời điểm, hắn đã là trực tiếp rơi xuống lệnh giết chết. Thái cổ vệ nghe lệnh, lại có bất luận cái gì người phản kháng, giết chết bất luận tội. Dứt lời. Ruộng hồng xuất thủ trước, trường thương màu bạc xuyên thủng hư không, hướng về Vân Chu đánh tới. Vân Chu sắc mặt khinh thường, chắp tay đứng ở nguyên địa, chẳng qua là khi ngân thương đến mặt thời điểm, vừa rồi đưa tay phải ra hai ngón tay, hơi hợt giống như liền đem mũi thương nắm. Này giống như cảnh tượng, để những người khác tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt. Ruộng hồng làm thái cổ vệ tướng lĩnh một trong, thực lực không thể khinh thường, chính là vào thần vương đệ tứ cảnh cường giả, mặc dù đối phương không có chân chính toàn lực ứng phó, nhưng tiện tay đâm ra một thương, cũng không phải tu sĩ khác có thể đỡ nổi. Nhưng là bây giờ, có thể miễu sát bình thường thần vương một thương, nhưng là bị vân chu tùy tiện nắm, thực lực đã là lập tức phân cao thấp. Thấy vậy, ruộng hồng thần sắc không thay đổi bị đối phương nắm mũi thương bên trên bọc phát ra lạnh lẽo hàn mang cưỡng ép chấn khai vân chu ngón tay sau đó liền gặp lạnh lẽo thương mang phun ra nuốt vào lặng yên không một tiếng động ở giữa xé rách hư không thẳng đến hắn mệnh môn vân chu lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không có lui lại cái gì quanh thân trong vòng ba thước có kim sắc thần quan hiển hiện cái kia có thể xé rách hư không một thương tại chạm tới kim sắc thần quan thời điểm không còn có biện pháp tiến thêm mảy may ngay sau đó. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ở nguyên địa, cơ hồ là cùng một thời gian, đột ngột xuất hiện ở ruộng hồng trước mặt, công ngón búng ra thì có sức mạnh đáng sợ bộc phát. Để ruộng hồng cuối cùng đổi sắc mặt. Oanh thần lực xen lẫn. Hai tôn thần vương đệ tứ cảnh cường giả, rốt cục toàn diện bạo phát ra chiến đấu. Từ kẻ ngoại lai trong mắt xem ra, đều có thể rõ ràng nhìn thấy, Vân Chu vững vàng chiếm thượng phong, không, chuẩn xác tới nói, chính là ở vào một cái nghiền ép tình thế. Đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, lại nhìn ruộng hồng toàn lực xuất thủ, lại bị đối phương cho hời hợt giống như hóa giải. Thực lực sai biệt to lớn, để sở hữu tu sĩ đều là trở nên khiếp sợ. Vân Chu nghe đồn chính là Vân Long thần tộc cường đại nhất thiên kiêu. Được cho thần chủ trở xuống chí cường giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phụ nổi danh có tu sĩ sắc mặt cảm khái ruộng hồng có thể vì thái cổ vệ tướng lĩnh thực lực tại thần vương đệ tứ cảnh bên trong đều là thuộc về không kém loại kia thường ngày liền xem như có ngang nhau cảnh giới tu sĩ tại thái cổ trong thành nháo sự đều bị đối phương cho dốc hết sức trấn áp xuống dưới nhưng mà bây giờ đối mặt vân chu thời điểm lại hoàn toàn không có ngăn cản biện pháp cả hai trên thực lực chênh lệch quả thực không nên quá lớn quanh bạo hưởng truyền đến ruộng hồng thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài thần huyết từ giữa không trung vẫy xuống vân chu chân đạp hư không đứng chắp tay nhìn phía dưới bị thương ruộng hồng khắp khuôn mặt là khinh thường chỉ là thái cổ minh không đáng giá nhắc tới lời này vừa nói ra trong hư không bỗng nhiên có thiên lôi cuồn cuộn tự như là thần minh tức giận một dạng khủng bố chí cực khí tức để vân chu sắc mặt đột biến dám can đảm nhục thái cổ minh làm can nương theo lấy lời nói rơi xuống, có thể lương xưa cũ bàn tay từ trời khung lạc bên dưới, trực tiếp hướng về vân chu trấn áp tới. Kia cổ lực lượng mạnh mẽ, để hư không đều là ngưng trệ xuống tới. Thời gian đều phản phất đang giờ khắc này đình chỉ. Thần chủ. Vân chu tâm thần hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới thái cổ minh bên trong thần chủ, vậy mà lại tự mình xuất thủ. Dù sao thần chủ không ra thời điểm, liền xem như vân long thần tộc cùng thái cổ minh có cái gì xung đột cái kia cũng chỉ là hậu bối ở giữa ma sát chỉ có thể nói trò đùa trẻ con mà thôi nhưng nếu như là lên cao đến thần chủ phương diện lời nói liền không còn là trò đùa trẻ con mà là có khả năng lên cao đến hai cái thế lực ở giữa vấn đề vân long thần tộc không phải bình thường thần tộc liền xem như thái cổ minh lại như thế nào cường đại cũng không khả năng cùng vân long thần tộc là địch chính là cân nhắc đến nơi này một điểm vân chu mới dám như thế làm càng nhưng hắn không nghĩ tới thái cổ minh lại thật có thần chủ sẽ ra tay mà lại xuất thủ thần chủ tuyệt không phải bình thường nhìn qua kia rơi xuống bàn tay vân chu cảm giác được tự thân thần lực tại thời khắc này đều bị hoàn toàn giam cầm muốn phản kháng đều là không có bất kỳ biện pháp nào cứ như vậy trước kia không ai bị nổi vân chu trực tiếp liền đánh rất hư không nhục thân băng liệt, thần khu đều suýt nữa trực tiếp mẫn diệt. Còn sót lại vân long thần tộc cường giả. Bây giờ đều là câm như hến, không dám có nửa điểm cử động. Không có cách nào. Mạnh nhất vân chu, đều bị thái cổ minh cường giả bí ẩn một cái tác đánh rất hư không, thần khu đều kém chút bị đánh diệt, nếu như đổi lại chính bọn hắn lời nói, sợ không phải tại một chưởng kia phía dưới, trực tiếp liền hóa thành thịt băm. Tại thần chủ uy hiếp dưới, ai cũng không dám có bất kỳ làm càng liền xem như thái cổ trong thành cái khác xem trò vui tu sĩ tại nhìn thấy con kia thê lương xưa cũ bàn tay lúc đều giống như gặp được tồn tại đáng sợ nào cúng quyết cúi đầu không dám nhìn nửa nửa phần lúc này có thanh âm uy nghiêm từ trong hư không truyền đến sở hữu kẻ nháo sự toàn bộ đánh vào thiên lao lại có phản kháng thân tử đào tiêu thanh âm nói xong chính là trực tiếp trở nên yên lặng ruộng hồng hướng về một phương hướng nào đó không người hạ bái cẩn tuân minh chủ dụ lệnh nói xong hắn chính là ngồi dậy nhìn xem một đám thái cổ vệ cùng với bị thần chủ khí tức trấn áp không thể động đậy một đám vân long thần tộc cường giả sắc mặt trang nghiêm toàn bộ đánh vào thiên lao vâng sở hữu thái cổ vệ lĩnh mệnh sau đó đem sở hữu kẻ nháo sự toàn bộ đều cưỡng ép áp đi đến tận đây trận chiến này mới xem như có một kết thúc. Chương 504, một lời quát lui. Nhân tộc trấn thủ sứ Thái cổ thành một trận chiến mặc dù lắng lại, có thế phong ba lại là tiếp tục lên men. Vân Long thần tộc tiến vào Thái cổ trong thành, cưỡng ép đối u minh các xuất thủ, lại đến đằng sau Thái cổ vệ, cùng với nghe đồn ở trong Thái cổ minh minh chủ xuất thủ, cưỡng ép trấn áp vân long thần tộc đương đại mạnh nhất thiên kiêu những chuyện này đều là truyền khắp tuyên cổ đại lục cùng với chư thiên vạn tộc dù sao thái cổ minh thành lập đã lâu ngày bình thường chỉ có thái cổ vệ duy trì trật tự giống như là thái cổ minh minh chủ như vậy tồn tại hoàn toàn chính là tại nghe đồn ở trong mà thôi thậm chí lưu truyền ra thái cổ minh minh chủ sớm đã tọa hóa tin tức có thể theo đối phương lần này xuất thủ tất cả lời đồn đều là từ sụp đổ. Đồng thời, cũng làm cho một chút kẻ đến sau, thật sự hiểu thái cổ vệ cương đại. Có thể đem khống thái cổ thành, thực lực tự nhiên không phải bình thường, như không có thần chủ trấn giữ lời nói, làm sao có thể để thái cổ thành vững như thái sơn. Mấy ngày sau, thái cổ trên thành không, có màu trắng mây mù phiêu nhiên mà tới. Chỉ thấy mây mù kéo dài trăm vạn dặm không ngừng, đem lớn như vậy thái cổ trên thành không đều cho hoàn toàn che lại, mà ở trong mây mù có thể thấy được có màu bạc long thân xê dịch ẩn hiện, có đầu rồng từ trong mặt nhô ra, quan sát phía dưới hết thảy. Thái cổ minh minh chủ, ra gặp một lần. Chân lông mở miệng, thanh âm như là lôi đình chấn động. Thái cổ thành nội tu sĩ ngẩng đầu, tại nhìn thấy kia trong không đến cuối mây mù, cùng với giống như như núi cao đáng sợ đầu rồng lúc, sắc mặt đều là thốt nhiên đại biến. Vân Long thần tộc cường giả đến rồi bọn hắn đã sớm biết vân long thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao trong tộc mạnh nhất thiên kiêu đều bị thái cổ minh một lần hành động trấn áp cưỡng ép nhốt ở trong thiên lao cử động lần này có thể nói là hoàn toàn ở đánh vân long thần tộc mặt mũi bất luận căn cứ vào cỡ nào nguyên nhân vân long thần tộc cũng không thể tùy tiện dừng tay quả nhiên không có đi qua mấy ngày vân long thần tộc thì có cường giả đến nhìn giống như hiển lộ ra uy thế rõ ràng cũng là đến thần chủ phương diện tại chân long mở miệng thời điểm trong thành sở hữu thái cổ vệ đều là bị kinh động cứ việc thần chủ uy thế không ai bị nổi nhưng là thái cổ vệ cũng không có vì thế cảm thấy e ngại chỉ thấy sở hữu thái cổ vệ ngự không mà lên đứng ở thái cổ thành trên không toàn thân bộc phát ra cường hãn khí tức cùng trên không chân long đối mặt đối mặt một đám thái cổ vệ chân lông giống như nhìn như không thấy bình thường thanh âm lại lần nữa truyền đến hạng các ngươi trong vòng nửa canh giờ giao ra sở hữu vân long thần tộc tu sĩ bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả thoại âm rơi xuống vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại chân lông vậy đồng dạng không nói gì thêm nửa canh giờ cơ hồ là một cái chớp mắt liền đã quá khứ chân lông to lớn trong con ngươi có hàng quan lạnh lẽo hiển hiện, hiện vậy bản thân chủ liền diệt ngươi thái cổ vệ giết ngươi thái cổ thành nhìn xem ngươi là có hay không thật sự như thế kiên cường trong hư không mênh mông như vực sâu giống như thần lực bỗng nhiên ngưng tụ mà thành mỗi một đạo thần lực đều giống như một thanh diệt thế đạo binh một dạng khí tức tiết lộ ở giữa đã làm cho hư không biến thành loạn lưu kia cổ hủy diệt khí tức lộ ra xuống tới để sở hữu thái cổ thành tu sĩ đều là thân thể run rẩy bọn hắn không hoài nghi chút nào nếu là cổ lực lượng kia rơi xuống, mình liệu có thể có việc mệnh khả năng? Chính đáng chân long ngưng tụ lực lượng hạ xuống sông, thái cổ trong thành, có uy nghiêm thanh âm đạm mạc truyền ra. Cúc Đơn giản một chữ, sở hữu hư không đều là đều băng liệt. Ngưng tụ mà thành mênh mông thần lực, đều giống như không chịu nổi thanh âm này bình thường, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Không chỉ như vậy, kia bao trùm thái cổ trên thành không nồng hậu mây mù đều là bỗng nhiên tiêu tán, ẩn giấu ở trong đó chân long thân thể, trực tiếp hiện ra ở sở hữu tu sĩ trong mắt. Giờ khắc này, chân long trong mắt không gặp băng lãnh, mà là nổi lên hải nhiên, cưỡng ép xé rách hư không trốn vào trong đó rời đi. Ngay tại chân long rời đi thời điểm, có che kín đạo vận ngón tay từ thái cổ trong thành nhô ra, trực tiếp chui vào đến trong hư không. Đóng. Trong hư không truyền đến một tiếng đau đớn gầm rú, đang đổ nát không gian bên trong, sở hữu tu sĩ đều phản phất nhìn thấy chân lông lân giáp vỡ nát, thần huyết treo rắc một màn. Nhưng rất nhanh, vỡ vụn không gian khép lại, hết thảy tất cả đều khôi phục được ban đầu bộ dáng. Thế nhưng là, thái cổ thành bên trong yên tĩnh im ắng. Trong thành tu sĩ đều là xem lấy tình cảnh vừa nãy, nội tâm chấn kinh đến nay đều không thể giảm bớt nhiều thiếu. Thật lâu, không biết là cái nào tu sĩ, nặng nề thở dài, quá mạnh mẽ. Một câu để những người khác tu sĩ đều là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thật sự quá mạnh mẽ. Vân Long thần tộc đến một tôn thần chủ đều bị đối phương một câu dọa cho hốt hoảng thoát đi. Cái thanh âm kia cùng phía trước trấn áp Vân Chu thanh âm là hoàn toàn một dạng, bởi vậy có thể thấy được, xuất thủ cường giả vẫn là vị kia Thái Cổ Minh Minh chủ. Nếu như nói, Trấn Áp Vân Chu thời điểm Bọn hắn vẫn chưa thể hoàn toàn cảm nhận được Thái Cổ Minh Minh chủ đáng sợ, như vậy tình cảnh vừa nãy liền có thể hoàn toàn giải thích vị này đến tột cùng là mạnh đến mức nào rồi. Cùng là thần chủ cấp bậc cường giả, bị thứ nhất nói dọa lùi không nói, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị một chỉ trọng thương. Tại chỗ có tu sĩ trong mắt, vị này Thái Cổ Minh Minh chủ chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Tính danh, thẩm trường thanh thế lực, hoàng định thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên động thiên, 350 pháp môn, sơ lược pháp tắc, tinh hà pháp tắc, ba thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, sáu thành, mây trôi pháp tắc, hai thành, không gian pháp tắc, hai thành, hồng trần pháp tắc, ba thành, thời gian pháp tắc, năm thành, nhân quả pháp tắc, năm thành, sơ lược, bản nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, đầu rồng thân người thần, thần. Cảnh thất trọng Thông thiên thú, thần quân thất trọng, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, sơ lược, nguyên điểm, 44 lại một lần nữa từ tăng lên pháp tắc trong trạng thái tỉnh táo lại, thẩm trường thanh nội thì bản thân, chỉ thấy pháp tắc số lượng phương diện, đã là từ 314, trực tiếp đề cao đến 350. Pháp tắc số lượng tăng trưởng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa. Nhìn xem còn lại nguyên điểm, thẩm trường thanh định đem tất cả nguyên điểm, toàn bộ đều chuyển hóa thành thực lực bản thân. Đột nhiên, trong động thiên tuyệt tâm ấn chấn động một cái. Thẩm trường thanh thần niệm chìm vào trong đó, tương ứng tin tức chính là truyền ra. Đưa tin chính là bắt ly thị tộc thiên hổ hoàng, bây giờ thần phục hai cái thị tộc bên trong, thiên hổ hoàng xem như nhất là phối hợp rồi. Chỉ là, khi lấy được bên trong tin tức lúc, sắc mặt của hắn lại là sửng sốt một chút. Hoang cổ vực. Thái Cổ Thành Vân Long thần tộc cùng U Minh các bộc phát xung đột, Thái Cổ Minh Minh chủ xuất thủ, trấn áp Vân Chu, một lời dọa lùi Vân Long thần tộc thần chủ. Vân Long thần tộc tại sao phải đối U Minh các xuất thủ, thẩm trường thanh tạm thời không rõ ràng nguyên nhân, dù sao hắn đối với U Minh các cũng không có cái gì quá lớn hiểu rõ. Nghiêm ngặt tới nói, bản thân cùng U Minh các chỉ có qua một lần tiếp xúc mà thôi. Nhưng thẩm trường thanh không nghĩ tới chính là, một cái thái cổ thành vậy mà có thể đỡ nổi vân long thần tộc mà lại có thế một lời dọa lùi vân long thần tộc thần chủ nói rõ tọa trấn thái cổ thành thái cổ minh chính là có được cường giả trấn giữ thế lực cường đại có thể tại này trước kia bản thân cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua thái cổ minh đừng nói thái cổ minh rồi cho dù là hoang cổ vực thái cổ thành đều là không có nghe thấy không có cách nào tuyên cổ đại lục quá lớn trong đó 28 vực. Mỗi một vực đều là có được khó thể tưởng tượng không gian, hắn chân chính có chỗ hiểu rõ, cũng chỉ có vạn châu vực, rơi long vực cùng với thiên tướng vực mà thôi. Dù là đối với này tam vực, cũng chỉ hiểu rõ đến một góc của băng sơn, chớ nói chi là chưa từng có tiếng vào qua hoang cổ vực rồi. Nghĩ tới đây. Thẩm trường thanh không khỏi hỏi, tiền bối có nghe nói hay không qua thái cổ minh? Thái cổ minh. Thanh y thanh âm hơi kinh ngạc cái thế lực này hẳn là còn không có bị diệt. Tiền bối thật sự nghe nói qua Thái Cổ Minh. Thẩm Trường Thanh có chút chấn kinh rồi. Nơi khác mới chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không nghĩ tới Thanh Y thật có thể nghe nói qua Thái Cổ Minh, dù sao đối phương chính là tám cái thường cổ kỷ nguyên trước kia cường giả, từ thường cổ nhân tộc Hoàng Đình băng diệt về sau, vẫn đợi tại hỗn loạn cấm khu bên trong. Theo lý tới nói, Thái Cổ Minh tồn tại, vì này hẳn là không cái gì hiểu rõ mới là nhưng bây giờ nghe hắn lời nói hiển nhiên là có chút quen thuộc cứ như vậy thái cổ minh lịch sử liền có chút làm người ta giật mình rồi thanh y nói thái cổ minh đích thật là nghe nói qua đương thời nhân tộc tọa trấn tuyên cổ đại lục thời điểm là có các loại tán tu tồn tại những tán tu này có là bị chủng tộc vứt bỏ có là ruồng bỏ bản thân chủng tộc thậm chí là bản thân chủng tộc bị diệt chỉ còn lại bản thân du tẩu chư thiên. Sau này có cường giả đem một bộ phận tán tu chỉnh hợp cùng một chỗ, thành lập Thái Cổ Minh, sau đầu nhập nhân tộc Hoàng Đình, lấy được Thái Cổ thành trưởng khống quyền. Chỉ là thường cổ Hoàng Đình băng diệt về sau, lão phu coi là Thái Cổ Minh vậy theo gió mà qua, không nghĩ tới vậy mà lưu truyền đến nay, ngược lại để lão phu có chút ngoài ý muốn. Thanh y là thật ngoài ý muốn. Dù sao Thái Cổ Minh thời điểm đó thực lực tại tuyên cổ đại lục bên trong mặc dù không yếu. Nhưng là tuyệt đối không tính là mạnh cỡ nào. Mấy cái thượng cổ kỷ nguyên đến nay, bao nhiêu nội tình hùng hậu thế lực cường đại, biến thành bụi bặm lịch sử, trong đó mạnh hơn thái cổ minh người đếm không hết, thế nhưng ngăn cản không nổi sự ăn mòn của tháng năm, cùng với thế sự biến thiên. Thái cổ minh có thế sống qua tới, làm sao có thể để hắn không ngoại ý muốn. Thì ra là thế, vừa mới bắt ly thị tộc truyền đến tin tức, nói là thái cổ minh minh chủ xuất thủ một lời dọa lùi vân long thần tộc thần chủ xem ra thái cổ minh chẳng những lưu truyền tới nay mà lại nội tình cũng là hùng hậu đến cực điểm thẩm trường thanh nhẹ gật đầu đối với thái cổ minh xem như có một chút sơ bộ hiểu rõ khó trách thái cổ minh có thể không sợ vân long thần tộc bất kỳ cái gì một cái thế lực có thế từ thượng cổ nhân tộc hoàn đình sự tình lưu giữ lại chỉ sợ đều đơn giản không đến đi đâu thanh y nghe vậy cũng không có cái gì giật mình. Thái cổ minh tại thời điểm này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mấy cái thượng cổ kỷ nguyên nội tình để giành đến, nghĩ đến cũng là không thể khinh thường rồi. Người nói vị kia thái cổ minh chủ năng một lời dọa lùi vân long thần tộc thần chủ, nghĩ đến thực lực tại thần chủ bên trong cũng coi là cường đại loại kia. Chỉ là không biết, thái cổ minh phải chăng cùng thần cung có quan hệ, lại có hay không có thần quân trở lên phương diện cường giả tồn tại. Hắn nghe nói qua thái cổ minh, cũng có một chút hiểu rõ, nhưng đối với cái thế lực này cũng không hứng thú quá lớn. Sở dĩ đột nhiên nghe nói Thái Cổ Minh tin tức về sau, mặc dù biểu hiện có chút giật mình, cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chương 505, Thiên Kiếp Nhân tộc trấn thủ sứ, nhân tộc trấn thủ sứ, trừ Thái Cổ thành Thái Cổ Minh bên ngoài, chư thiên bên trong có tồn tại hay không tương tự thế lực, Thẩm Trường Thanh hỏi. Đã hoang cổ vực Thái Cổ trong thành có Thái Cổ Minh, lớn như vậy trong khu vực, rất có thể tồn tại tương ứng thế lực. Chỉ là trước mặt mình không có hiểu qua, cho nên mới không hiểu ra sao mà thôi. Thanh Y nói, kia là khẳng định, tuyên cổ đại lục 28 vực, không ít thành trì đều là bị thế lực khắp nơi khống chế, những thế lực này ngay từ đầu tuyệt đại bộ phận đều là do tán tu tạo thành. Đằng sau biến thành từng cái không kém tổ chức so sánh chư thiên vạn tộc tới nói, tán tu số lượng cũng là không có chút nào thiếu. Nhưng bây giờ thế sự biến thiên, sự tình đến tột cùng phát triển đến một bước kia, Lão Phu cũng không thể xác định, trước kia giống Thái Cổ Minh tồn tại, nếu không phải tôn thượng đề cập lời nói, ta đều coi là Thái Cổ Minh sớm đã bị diệt. Chư thiên bên trong, đáng sợ nhất đúng là thời gian. Bất kỳ hết thảy, đều sẽ bị thời gian trùng cất, dù cho là những cái kia quan sát chư thiên chí cường giả, cũng không thể thoát khỏi thời gian trói buộc tại thời gian trước mặt tất cả tuyên cổ bất biến đều là một chuyện cười mà thôi thẩm trường thanh gật đầu gật đầu tại thanh y trong miền không chiếm được mình muốn đáp án nhưng đã thái cổ minh là tồn tại chư thiên đúng trọng tâm định tồn tại cùng thái cổ minh thế lực không sai biệt lắm tuyên cổ đại lục nước so với ta trong tưởng tượng còn muốn sâu hắn không khỏi thở dài ngay từ đầu thời điểm thẩm trường thanh chỉ cho là tuyên cổ đại lục chân chính thâm bất khả trắc chỉ có những cái kia chư thiên bên trong cường đại chủng tộc nhưng hiện tại xem ra những này không lệ thuộc vào bất luận chủng tộc nào hoàn toàn do tán tu tạo thành tổ chức cũng là không thể khinh thị nửa phần giống như là thái cổ thành thái cổ minh như vậy có thế một lời dọa lùi thần chủ liền xem như đem so sánh là một phương mạnh đại thần tộc đoán chừng đều là không có vấn đề gì lắc đầu hắn một lần nữa đem lực chú ý rơi trên người mình từ khi thu phục cự trùng nhất tộc về sau lại thêm thiên ngô giới tấn thăng phù dương bản nguyên thu tập được thần hỏa cũng không phải ít bằng vào ta bây giờ tài nguyên trực tiếp trùng kích thần vương cảnh đoán chừng là không có vấn đề gì thẩm trường thanh thầm nghĩ cứ việc phù dương bản nguyên phải chăng tiến vào thần vương cảnh đối với hắn ảnh hưởng đều là không lớn dù sao thiên địa thần vương mặc dù là so thần cảnh thập trọng cường đại rất nhiều có thể đối so với mình hiện hữu nội tình tới nói, cường đại như vậy có cùng không có đều không khác mấy. Cứ như vậy, dù là thật chứng đạo thần vương, có thể tăng phúc đến chiến lực, đều có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Bất quá! Nếu là thật chứng đạo thần vương lời nói, thẩm trường thanh tự cảm làm việc phương diện sẽ thuận tiện rất nhiều. Phù dương phía trước chỉ là một không có danh tiếng gì cường tộc hoàng giả, nếu như là lấy thần cảnh thập trọng thân phận thật đến trấn áp nửa bước thần chủ, thậm chí cả sánh vai chân chính thần chủ trình độ, đoán chừng thần tộc ánh mắt đều sẽ rơi trên người mình. sở dĩ bản thân nếu là chứng đạo thần vương lợi nói như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng rồi. vẫn là câu nói kia đại tranh chi thế bên dưới thiên kiêu phun ra ngoài chính là các phương cường giả chứng đạo thời cơ thần cảnh thập trọng nghiền ép nửa bước thần chủ quá kinh thế hải tục như vậy thiên địa thần vương trấn áp nửa bước thần chủ liền dễ dàng tiếp nhận nhiều dù sao chung sơn thị tộc thì có đỉnh tiêm thiên kiêu xuất thế có thể lấy nửa bước thần vương sánh vai quy tắc thần vương mà lại nếu như có thể để thiên ngô nhất tộc tấn thăng thị tộc lời nói đằng sau có thể làm sự tình vậy sao cường tộc thời điểm nhiều hơn không ít vừa nghĩ đến đây thẩm trường thanh cũng không lại cân nhắc quá nhiều lúc này từ trong động thiên đem khoảng thời gian này thu tập được thần quốc mảnh vỡ, đều là cho lấy bộ phận ra tới. Những này thần quốc mảnh vỡ chính là vân võ, kỳ hành cùng với thất tuyệt chờ ba tôn thần vương lưu lại. Ba tôn thần vương dù sao cũng là bản thân tự tay chém giết. Hắn sao lại một điểm thần quốc mảnh vỡ đều không thu thập. Luyện hóa thần quốc mảnh vỡ, đối với cái khác thần cảnh tu sĩ tới nói, là kiện không nhỏ công trình, nhưng đối với thẩm trường thanh mà nói, luyện hóa thần quốc mảnh vỡ quả thực không nên quá dễ dàng. lực lượng hiện lên, dừng lại tại trước mặt thần quốc mảnh vỡ, không thể duy trì mấy hơi thở, liền bị kia cổ lực lượng hùng hồn cho trực tiếp hòa tan, biến thành thuần túy chí cực tín ngưỡng thần lực. ngay sau đó, hắn liền cưỡng ép đem tín ngưỡng thần lực dung nhập vào phụ dương thần hỏa ở trong. tại không có khai phát động thiên trước kia, vốn nguyên thần lửa là dừng lại trong đầu nhưng hôm nay khai phát động thiên về sau thần hỏa cũng đã là rơi vào động thiên ở trong chỉ thấy tại dung nhập tín ngưỡng thần lực về sau đoàn kia màu tím thần hỏa thật giống như gió trợ thế lửa bình thường bỗng nhiên trở nên thịnh vượng rất nhiều ông thần hỏa tăng vọt thẩm trường thanh không có ngừng lưu không ngừng luyện hóa thần quốc mảnh vỡ đem kia cổ thuần túy tín ngưỡng thần lực dung nhập vào thần hỏa bên trong đạt được số lớn thần quốc mảnh vỡ uẩn dưỡng màu tím thần hỏa lại lần nữa tăng vọt đến một cái đáng sợ trình độ. Mà khi kia cổ màu tím thần hỏa đến một cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, tối tâm bên trong, hắn giống như phát giác cái gì điểm tới hạn đồng dạng. Một khắc này, thẩm trường thanh minh bạch, mình đã là đến khai phát thần quốc, tấn thăng thần vương cảnh thời điểm. Thiên ngô giới trên không trung, có vô số màu tím lôi đình hiển hiện, hiện, lít nha lít nhít tự như là một phương đáng sợ lôi hải tại nhìn thấy phía kia lôi hải thời điểm sở hữu tu sĩ sắc mặt đều là đại biến lôi hải mênh mông ẩn chứa có tựa là hủy diệt khí tức đây là thiên kiếp phổ tông ngẩng đầu nhìn trời nhìn xem màu tím kia lôi hải trong đầu không tự chủ được giống như nghĩ tới cái nào đó nghe đồn ở trong sự tình cả hai đem kết hợp bên dưới chính là tự nhiên mà vậy nghĩ tới một ít đồ vật tuy nói tu sĩ từ thánh giai bắt đầu muốn có được thiên địa đạo thể liền phải dẫn tới thiên kiếp sau đó thánh giai nhập thần cảnh tương tự cần độ thiên kiếp nhưng bất kể là thánh giai thiên kiếp hoặc là thần cảnh thiên kiếp kia cổ uy lực cũng không bằng trước mắt lôi hải vạn nhất sở dĩ trước mắt thiên kiếp chỉ có thần cảnh nhập thần vương mới có thể có được uy năng như thế ngay lập tức phổ tông chính là liên tưởng đến thẩm trường thanh trên thân nhìn chung thiên ngô nhất tộc chân chính có khả năng chứng đạo thần vương cường giả cũng chỉ có vị kia mà thôi nghĩ đến cái này khả năng thần sắc của hắn cũng là ẩn ẩn kích động bệ hạ chứng đạo thần vương thành công tộc ta liền có thể chính thức trở thành thị tộc rồi cường tộc thị tộc cả hai chỉ là kém một chữ nhưng ở chư thiên bên trong thân phận địa vị lại là ngày đêm khác biệt mặc cho phổ tông như gì cũng sẽ không nghĩ đến thiên ngô nhất tộc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thì có tiếng vào thị tộc hy vọng. Đây hết thảy, đều là ý lại tại vị kia. Thở sâu. Hắn cưỡng ép nén bên dưới nội tâm trung chuyển. Dưới mắt đối phương muốn chứng đạo thần vương, không phải mình có tư cách nhúng tay, bản thân duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, chờ đợi đối phương chân chính chứng đạo thành công một khắc này. Trong mật thất, tại thiên kiếp dựng dục một khắc này, thẩm trường thanh chính là sinh lòng cảm ứng. Thiên kiếp, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt có thể xuyên thấu mật thất trở ngại, trực tiếp nhìn thấy phía trên màu tím lôi hải. Cổ lực lượng kia dựng dục có chút cường đại, nếu như tùy ý thiên kiếp rơi xuống. Thiên ngô hoàng triều quốc đô, đều phải trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Nghĩ tới đây. Thẩm trường thanh thân hình, trực tiếp biến mất ở trong mật thất. Khi hắn rời đi thời điểm, màu tím lôi hải tự như cảm ứng được cái gì một dạng, tương tự giống như nước thủy triều biến mất trong hư không. Màu tím lôi đình trùng trùng điệp điệp tới, Thẩm Trường Thanh đứng ở dưới thiên kiếp phương, thần sắc của hắn không có cái gì khẩn trương, dù sao thần vương cấp bậc thiên kiếp, đối với mình cảnh giới này tới nói, đã không có cái gì lớn uy hiếp. Bây giờ thiên kiếp mặc dù thai ngén mà sinh, thế nhưng lại không có rơi xuống. Đối với lần này, Thẩm Trường Thanh trong lúc mơ hồ, phản phất minh bạch sự tình gì? Chẳng lẽ thiên kiếp rơi xuống cần khai phát thần quốc về sau mới được. Khi hắn thì thầm tự nói thời điểm. Thanh y thanh âm truyền đến, tôn thượng phỏng đoán không sai, chỉ có làm tu sĩ khai phát thần quốc về sau, thần vương thiên kiếp mới có thể rơi xuống, đợi đến thần quốc kinh lịch thiên cướp mà không hủy, tự nhiên là có thể chân chính tấn thăng thần vương. Thẩm trường thanh nghe vậy, như có điều suy nghĩ giống như nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại là hỏi, nếu như nói thần cảnh tấn thăng thần vương cần độ thiên kiếp lời nói vì sao lần trước tại tử vong cấm khu thời điểm tôn kia thần vương tấn thăng thần chủ thời điểm không gặp có thiên kiếp xuất thế thần cảnh nhập thần vương đều phải độ lôi kiếp thẩm trường thanh không tin thần vương nhập thần chủ ngược lại là không cần lôi kiếp thanh y nói rất đơn giản bởi vì tử vong cấm khu cùng chư thiên khác biệt đừng hỏi ta cụ thể là cái gì khác biệt lão phu trả lời không được ngươi chỉ biết tại thần quân trở xuống người sở hữu tu sĩ thiên kiếp tại tử vong cấm khu cũng sẽ không xuất hiện sẽ không sinh ra thiên kiếp thẩm trường thanh thần sắc khẽ giật mình như thế nói đến ngày ấy sau chứng đạo thần vương cùng với chứng đạo thần chủ chỉ cần đi vào tử vong cấm khu bên trong chẳng phải dễ dàng rất nhiều thiên kiếp thường thường là một tu sĩ lớn nhất khảo nghiệm có thể vào tử vong cấm khu đột phá liền có thể tránh thiên kiếp lời nói quả thực không nên quá thoải mái. Đối với lần này, Thanh Y lại là lắc đầu, chư thiên quy tắc bên dưới, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn trả giá cái giá tương ứng, nhập tử vong cấm khu chứng đạo mặc dù không có thiên kiếp, có thể tử vong cấm khu những cái kia hung hiểm, bản thân liền là lớn nhất khảo nghiệm. Nếu như ngươi ở đây chứng đạo thời điểm, không cẩn thận bị tử vong cấm khu những cường giả kia tập kích, rất có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Lại có chính là, không trải qua thiên kiếp tu sĩ, liền xem như may mắn đột phá thành công đó cũng là cùng cảnh bên trong yếu nhất tu sĩ dù sao thiên kiếp đã là hủy diệt cũng là tân sinh tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện thường thường có thể được đến chỗ tốt không nhỏ loại này chỗ tốt một khi mất đi muốn lại bù đắp lại chính là cực kỳ khó khăn rồi thì ra là thế thẩm trường thanh sắc mặt hiểu rõ đích xác có tu sĩ tiếp nhận thiên kiếp chứng đạo có tu sĩ đi thiên môn không tiếp nhận thiên kiếp chứng đạo, cái trước sau cái sau cường đại, chính là chuyện đương nhiên. Nếu như nói cả hai đồng dạng cường đại, đó mới là đối người trước không công bằng. Rất rõ ràng. Chư thiên quy tắc bên dưới, vạn sự vạn vật đều là tuyệt đối công bằng. Tử vong cấm khu có thể để cho chứng đạo thần quân trở xuống tu sĩ không cần độ lôi kiếp, vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân, chỉ tiếc lấy mình bây giờ cảnh giới, vẫn chưa tới hiểu rõ thời điểm lại nói, Thẩm Trường Thanh cũng không có lợi dụng tử vong cấm khu đi tránh né thiên kiếp ý nghĩ. Thần cảnh Tấn Thăng thần vương cần độ kiếp, như vậy ta muốn là tự động thiên cảnh Tấn Thăng vạn pháp cảnh lời nói, phải chăng vậy đồng dạng cần độ kiếp. Hắn nghĩ tới rồi chính mình vấn đề. Thanh Y nói, tiên đạo cùng thần đạo không giống, từ nhập động thiên cảnh về sau, tiên đạo căn bản không tồn tại cái gì thiên kiếp thuyết pháp. Chương 506, Chứng Đạo Nhân tộc trấn thủ sứ, động thiên về sau không có kiếp nạn. Thẩm trường thanh nghe nói tin tức này về sau, sắc mặt rất là ngoại ý muốn. Thanh y không trả lời mà hỏi lại, tôn thượng có từng mỗi ngày tấn thăng thời điểm, có thiên kiếp đến. Chưa từng. Vậy liền đúng, thiên địa tấn thăng thời điểm không có kiếp nạn, tiên đạo tấn thăng thời điểm đồng dạng không có kiếp nạn, tiên đạo tu sĩ tiến vào đồng thiên cảnh về sau, địa vị chính là đồng đẳng với một phương thiên địa sở dĩ tiên đạo tấn thăng không tồn tại cái gọi là thiên kiếp thuyết pháp thanh y nói đến đây trong lời nói mang theo mấy phần ngạo nghễ tiên đạo không có thiên kiếp không giống thần đạo có thiên kiếp gia thân cứ việc tiên đạo tu hành độ khó lớn đặc biệt là đến khai phát động thiên về sau nhất định phải dựa vào bản thân minh ngộ pháp tắc không thể vào thần đạo giống như có đường tắc có thể đi chỉ cần tài nguyên sung túc liền có nhìn trong khoảng thời gian ngắn chứng đạo thần vương nhưng như thế tình huống vừa vặn chứng thực tiên đạo mới thật sự là tu hành chính thống hắn thấy thần đạo chỉ là bàn môn tiên đạo mới thật sự là trên ý nghĩa chính thống phương pháp tu hành bằng không mà nói vì sao tiên đạo không có thiên kiếp mà thần đạo mỗi một bước đều có thiên kiếp gia thân nói trắng ra là chính là chư thiên không đồng ý thần đạo nhưng lại sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt thần đạo con đường vừa rồi thiết hạ như thế kiếp nạn đối với lần này thẩm trường thanh không tỏ rõ ý kiến tiên đạo chính thống hay không không phải chỉ từ phiến diện để giải thích thanh y bản thân liền là nhân tộc thánh binh thiên hướng về nhân tộc nói chuyện cũng là đúng là bình thường nhưng liền thiên kiếp vấn đề tới nói tiên đạo đích thật là muốn so sánh tại thần đạo an toàn rất nhiều chỉ là tu hành phương diện muốn đi đường tắt là thật không dễ chợt Thanh Y lại là nói, dĩ nhiên, chư thiên ở trong trừ tiên đạo không có thiên kiếp bên ngoài, những người còn lại tấn thăng mới có thiên kiếp tồn tại, giống như là linh binh tấn thăng đạo binh, sở dĩ cần tiếp nhận thiên kiếp trèn luyện, mới có thể hoàn thành thuế biến. Mà đạo binh từ lục phẩm về sau, hướng về thất phẩm đạo bước tiến lên thời điểm, cũng sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Lý do rất đơn giản, đạo binh lục phẩm tương đương với thần cảnh đỉnh phong, làm tấn thăng thất phẩm thời điểm, liền như là thần cảnh chứng đạo thần vương bình thường. Tự có thiên kiếp tồn tại. Nhưng so với thần đạo, đạo binh thiên kiếp sẽ tấp nập rất nhiều, nhập thất phẩm về sau, mỗi một phẩm tấn thăng, đều tự có thiên kiếp tồn tại, đây cũng là vì cái gì chân chính cường đại đạo binh sẽ như thế thư thất duyên cớ. Thẩm trường thanh nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Tại chém thánh đao tổng lục phẩm tấn thăng thất phẩm thời điểm, đích đích xác xác là có thiên kiếp xuất hiện. Lập tức, hắn lại là nghĩ tới khác đồ vật vậy tại sao chém thánh đao tòng thất phẩm đến cửu phẩm lột xác thời điểm nhưng không có thiên kiếp xuất hiện đó là bởi vì tôn thượng dùng tiên thiên linh phôi nguyên nhân tiên thiên linh phôi tiên thiên linh phôi chính là linh vật chí bảo có được phi phạm uy năng sở dĩ đạo binh nếu là có thể dung hợp tiên thiên linh phôi lời nói liền có thể không nhận thiên kiếp hạn chế phẩm giai trực tiếp đạt được tấn thăng đây cũng là đạo binh tiến giai đường tắt mà lại là duy nhất đường tắt. Thanh Y gật đầu nói. Nhưng nếu như đạo binh muốn tấn thăng bất hủ thánh binh lời nói, sẽ không có dễ dàng như vậy, hỗn độn linh phôi chính là nhất định đồ vật, đồng thời đạo binh cũng cần tiếp nhận mạnh mẽ thiên kiếp, chỉ có vượt qua thiên kiếp, tài năng tấn thăng bất hủ. Lão Phu đương thời tấn thăng bất hủ thời điểm, trọng vẹn tiếp nhận 10 vạn thiên kiếp. Mới có thể có thể tấn thăng thành công. 10 vạn thiên kiếp, thẩm trường thanh thần sắc chấn kinh. Hắn là không nghĩ tới, đạo binh tấn thăng bất hủ yêu cầu như thế nào hà khắc, mười vạn thiên kiếp, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch trong đó khủng bố. Truyền thừa đạo binh phải chăng có chỗ khác biệt? Thẩm trường thanh nhớ được, võ thư lúc xuất thế, nhưng không có cái gì lôi kiếp xuất hiện. Thanh y nhẹ gật đầu, truyền thừa đạo binh cùng bình thường đạo binh có một chút khác biệt, nhưng là không kém nhiều lắm, chỉ là truyền thừa đạo binh không có cái gọi là linh binh thuyết pháp chỉ vừa xuất thế chính là đạo binh sở dĩ ít đi linh binh thuế biến đạo binh thiên kiếp nhưng khi hắn chân chính tiến vào thất phẩm về sau tương tự cần tiếp nhận thiên kiếp nghe được câu này thẩm trường thanh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên nếu như truyền thừa đạo binh thuế biến đến thất phẩm cần tiếp nhận thiên kiếp lời nói như vậy võ thư có thể hay không ngăn cản được thiên kiếp chính là một cái khác chuyện ngăn cản không nổi trước mặt mình tâm huyết liền xem như toàn bộ uổng phí phản phất minh bạch thẩm trường thanh suy nghĩ trong lòng thanh y tự tốn nói tôn thượng không dùng lo lắng thiên kiếp vấn đề đây là cần phải trải qua giai đoạn đợi đến chư thiên thiên kiếp đến thời điểm đó chính là tự thân kiếp nạn ai cũng không thể nhúng tay võ thư có thể vì nhân tộc truyền thừa đạo binh nghĩ đến tự có hắn phúc phận chỗ ngày khác đối mặt thiên kiếp chưa hẳn liền sẽ thất bại thẩm trường thanh trầm mặt lại. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không hy vọng võ thư độ kiếp thất bại. Chuyện này, đằng sau được truyền về nhân tộc, làm một chút nhắc nhở mới được. Dù sao có chuẩn bị cùng không chuẩn bị độ kiếp, là hoàn toàn không giống. Chợt, thẩm trường thanh vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hư không, nơi đó lôi đình vẫn tại thai ngán, lại bởi vì bản thân không có khai phát thần quốc, sở dĩ một mực không có chân chính rơi xuống đối với như thế nào khai phát thần quốc hắn đã từng cũng là có chỗ hiểu rõ đồng thời bản thân phía trước khai phát động thiên tại một loại nào đó phương diện bên trên cùng khai phát thần quốc là có dị khúc đồng công chi diệu sở dĩ khi sự tình đến một bước này thời điểm thẩm trường thanh không có cái gì do dự tâm thần chìm vào đến động thiên nội bộ thời điểm trước kia thiêu đốt màu tím thần hỏa lập tức thoát ly động thiên xuất hiện ở giữa hư không. Thần hỏa hiển hiện, đốt cháy hư không. Chỉ thấy lấy thần hỏa làm trung tâm, quanh mình hư không đều là kịch liệt phun trào, tự như là ở tiếp nhận sức mạnh đáng sợ bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mẫn diệt. Mà những cái kia không gian mẫn diệt về sau sinh ra lực lượng, nhưng không có trở về chư thiên, ngược lại là chuyển vào đến thần hỏa bên trong, khiến cho màu tím thần hỏa cuồn cuộn không thôi. Không biết trôi qua bao lâu, màu tím thần hỏa tự như là hấp thu đến đầy đủ không gian lực lượng, chỉ thấy tại thần hỏa nội bộ không gian bên trong. Có hơi yếu không gian thai ngén mà sinh. Theo không gian xuất hiện, thần hỏa chấn động kịch liệt. Thấy vậy, thẩm trường thanh thần sắc không tự chủ được trang nghiêm, mắt không chấp nhìn xem thần hỏa nội bộ không gian thai ngén trưởng thành, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Đây là khai phát thần quốc một cái quá trình, đồng thời cũng là khảo nghiệm tu sĩ nội tình quá trình nếu như tu sĩ tự thân thần hỏa không đủ thuần túy hùng hồn lời nói như vậy tại thần quốc dựng dục quá trình bên trong liền sẽ không chịu nổi thần quốc lực lượng từ đó trực tiếp vỡ nát phá diệt thần hỏa vừa diệt tu sĩ tự nhiên không có sống sót khả năng bất quá thẩm trường thanh không lo lắng vấn đề này phù dương thần hỏa nội tình mặc dù bình thường nhưng mình phía trước luyện hóa đông đảo thần quốc mảnh vỡ những cái kia thần quốc mạnh vỡ ẩn chứa thuần túy tín ngưỡng thần lực, đầy đủ đem thần hỏa rèn luyện đến một cái tuyệt đối cứng cỏi tình trạng. Mà giữa trời ở giữa hoàn toàn trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, màu tím thần hỏa dần dần hóa thành hư ảo, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là một khảo nghiệm quá trình, cái trước không gian dựng dục ra thế. Khảo nghiệm tu sĩ nội tình, bây giờ không gian thai ngén hoàn thành, tương tự là khảo nghiệm tu sĩ nội tình nếu là nội tình không đủ, thần hỏa bên trong năng lượng ẩn chứa không thể hoàn toàn đẩy lên không ở giữa diễn hóa thành vì thần quốc, như vậy đột phá liền xem như thất bại. Không gian trưởng thành Cao ngất là thành tựu một phương thần quốc hình thức ban đầu. Màu vàng thần quốc hư ảnh dừng lại trong hư không, nơi đó thai ngén thật lâu thiên kiếp, chung quy là rơi xuống. Răng rắc Hư không truyền đến nổ vang, giống như cột nước giống như lôi đình ầm vang rơi xuống hung hăng đánh vào thần quốc phía trên. Kia cổ đáng sợ lực lượng tràn ngập nồng nặc khí tức hủy diệt, khiến cho vừa mới thành hình thần quốc hư ảnh, đều là chấn động kịch liệt không ngừng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, trọn vẹn lục đạo thiên kiếp rơi xuống, thần quốc hư ảnh rạn nứt, giống như đến thừa nhận cực hạn đồng dạng. Thẩm trường thanh nhìn đến đây, trong lòng đã minh bạch, lục đạo thiên kiếp chính là thần quốc hư ảnh có thể thừa nhận cực hạn. Lấy bản thân góp nhặt nội tình còn chỉ có thể ngăn cản lục đạo thiên kiếp, mà các tu sĩ khác, cho dù nội tình lại như thế nào thâm hậu, đoán chừng có thể thừa nhận thiên kiếp tính toán đâu ra đấy cũng chính là mười mấy hai mươi đạo mà thôi. Thiên kiếp mỗi một đạo lực phá hoại, đều so trước một đạo hiếu thắng. Mười đạo về sau, hắn xem chừng mỗi một đạo lực lượng, đều có thể sánh được phía trước vừa mới bắt đầu bốn năm đạo rồi. Từ phía trước lấy được tin tức nhìn, thần cảnh chứng đạo thần vương, nói ít đều phải tiếp nhận trăm đạo thiên kiếp mới được. Sở dĩ. Thần quốc cực hạn, rõ ràng. Bất quá. Thẩm trường thanh cũng không có gấp gáp, mắt thấy sắp có đạo thứ bảy thiên kiếp hạ xuống sông, hắn thần niệm khẽ động, dừng lại tại trong động thiên gánh chịu vật, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Sau đó dung nhập vào thần quốc hư ảnh bên trong. Làm gánh chịu vật chạm tới thần quốc hư ảnh thời điểm, thật giống như cây khô tỏa sáng tân sinh đồng dạng ngọc chất tiểu thụ bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một gốc kình thiên đại thụ, vô số rậm rạp chằng chịt bộ rễ từ dưới đáy dọc theo người ra ngoài, ngập vào đến thần quốc bên trong. Nháy mắt. Thần quốc hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, lúc đầu tàn tạ trạng nước hư ảnh, vậy lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, một cổ cường đại chí cực khí tức từ thần quốc bên trong phát ra, tự như tân sinh thiên địa đồng dạng. Làm thần quốc ngưng thực nháy mắt, thẩm trường thanh sinh lòng cảm ứng trực tiếp một bước phóng ra cả người đã xuất hiện ở thần quốc nội bộ tính ngưỡng ngưng tụ bảo tọa hắn ngồi xuống một khắc này lớn như vậy thần quốc đã triệt để rơi vào rồi chấp chưởng ở trong âm âm thiên kiếp lại lần nữa rơi xuống đạo thứ bảy thiên kiếp so trước mặt bất luận cái gì một đạo thiên kiếp đều muốn tới cường đại đáng tiếc mạnh mẽ như vậy lực lượng đánh vào thần quốc nội bộ thời điểm lại không thể rung chuyển thần quốc mảy may không chỉ có như thế. Từ ngọc chất tiểu thụ trưởng thành đến thương thiên đại thụ gánh chịu vật. Tại thiên kiếp rơi vào thần quốc thời điểm, cưỡng ép đem thiên kiếp năng lượng ẩn chứa hấp thu, vốn là thân thể cao lớn lại lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Sau đó, cổ này nồng nặc lực lượng chính là trả lại thần quốc. Cứ như vậy, mỗi một đào thiên kiếp hạ xuống sông, ngọc chất tiểu thụ đều là trưởng thành nhiều một phần đồng thời thần quốc bên trong không gian mở rộng một điểm, cũng nhiều ngưng thực một điểm. Chư thiên hư không trung, có thanh y đạo nhân đi bộ nhàn nhã giống như hành tẩu. Đột nhiên, phía trước tiếng sấm cùng cùng truyền đến. Đạo nhân bước chân không khỏi một bữa, hắc bạch phân minh trong con ngươi có kim sắc thần quan hiển hiện, trực tiếp đem ức vạn dặm bên ngoài cảnh tượng, đều là nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy nơi đó màu tím thiên kiếp điên cuồng oanh kích xuống, ở tại phía dưới có kim sắc thần quốc tiếp nhận thiên kiếp oanh kích. Nửa ngay, hắn thu hồi ánh mắt, trong miệng thì thầm tự nói, nơi đó giống như chính là thiên ngô nhất tộc vị trí đi, bây giờ thiên kiếp giáng lâm, không phải là thiên ngô nhất tộc có tu sĩ chứng đạo thần vương rồi. Thú vị, quả thực thú vị. Thanh y đạo nhân yên lặng cười một tiếng. Trước khi dừng lại bước chân, lại lần nữa hướng về phía trước trảo bước tiến lên. Tân tấn thần vương mà thôi, không có gì đáng giá để ý. Chương 507, Chủng tộc Tấn Thăng Nhân tộc trấn thủ sứ thiên kiếp oanh kích Thần quốc vững như Thái Sơn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm có thể nói. Chờ đến cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống sông, lớn như vậy thần quốc giống như bị một loại nào đó dẫn dắt một dạng, xông phá phía trên không gian, thẳng vào vô ngần trong hư không trong nháy mắt đó. Thẩm trường thanh giống như gặp được có xuyên qua chư thiên thông thiên cổ thụ đứng sững, bộ rễ trải rộng chư thiên, đồng thời nhánh lá tươi tốt kéo dài tới, tại những cái kia cành lá phía trên, có một phương phương hạo hãn thần quốc treo cao. Đây là thần đạo quy tắc. Trong đầu hắn dâng lên một loại minh ngộ. Đây chính là chư thiên vạn tộc, sở hữu cường giả chỗ đi thần đạo quy tắc. Rất khó tưởng tượng thần đạo quy tắc đã là đã cường đại đến một cái thông thiên triệt địa trình độ, trước mặt mình tại Minh Hà Giới nhìn thấy thiên địa quy tắc, liền xem như toàn bộ cộng lại cùng trước mắt thần đạo quy tắc so sánh, đều là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Đương nhiên, chân chính thần đạo quy tắc nhất định là tồn tại ở chiêu thiên quy tắc trong trường Hà mặt Dưới mắt hiện ra tại bản thân trong mắt thông thiên cổ thụ. Chỉ là thần đạo quy tắc khác loại hiển hóa mà thôi. Chứng đạo thần vương thần quốc nhận thần đạo quy tắc dẫn dắt tiếp theo nâng nâng tại vô ngần giữa hư không nhận thần đạo quy tắc che chở mà ở như thế thần đạo quy tắc che chở cho chỉ cần không có tồn tại cường đại có thế bằng vào bản thân lực lượng đánh vỡ thần quốc quy tắc che chở vậy liền không có khả năng xúc phạm tới thần quốc kể từ đó thần vương có thể tự bình yên vô sự chỉ có làm thần vương thần khu băng diệt trong nháy mắt đó bản thân trở lại thần quốc sống lại chớp mắt mới có thể để vững như thành đồng thần quốc xuất hiện chỗ sơ xuất tiếp theo để chư thiên tu sĩ bắt được kia một tia lỗ thủng từ đó xâm nhập thần quốc ở trong nếu như không có kia một sợi khí cơ dẫn dắt lời nói là căn bản không thể tìm tới thần quốc lỗ thủng đồng dạng một khi thần quốc xuất hiện lỗ thủng vô ngần trong hư không hư không ma mới có thừa lúc vắng mà vào khả năng nhưng mặc kệ như thế nào thần đạo quy tắc cường đại để chiêu thiên thần vương trở lên cường giả, ở một mức độ nào đó có bất tử đặc tính. Bất quá. Thẩm trường thanh vô cùng rõ ràng. Những này nghiêm ngặt tới nói, cùng chính mình cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù sao chứng đạo thần vương chỉ là phù dương bản nguyên, nếu là mình nhục thân thật sự bị chém giết lời nói, muốn dựa vào thần quốc trùng sinh, kia là không có khả năng. Sở dĩ. Cái gọi là thần quốc bất diệt thần vương bất tử, với hắn mà nói chính là cái mánh lới không có tính thực chất tác dụng nhưng liền xem như cái này dạng đối thẩm trường thanh tới nói cũng là vậy là đủ rồi hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải thần quốc bất diệt thần vương bất tử vẽn vẹn một cái bên ngoài cảnh giới làm che lấp mà thôi thần đạo quy tắc giống như thông thiên cổ thụ giống như mênh mông vô ngần chư thiên bên trong đoán chừng không có cái gì quy tắc có thể so sánh thần đạo quy tắc càng thêm cường đại đi thẩm trường thanh sắc mặt cảm thán lời này vừa nói ra thanh y cũng không có ý phản bác tôn thượng lời này không giả chư thiên vạn đạo theo đi thần đạo quanh năm suốt tháng xuống tới thần đạo tự nhiên lớn mạnh đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ nếu như nói chư thiên quy tắc bên trong cái nào một đạo mạnh nhất lời nói đích thật là lấy thần đạo là nhất liền xem như đương thời tiên đạo thời kỳ cường thịnh kỳ thực cũng chính là cùng thần đạo không sai biệt lắm mà thôi Tiên đạo yêu cầu cực cao, không phải ai đều có thể đi. So sánh bên dưới. Thần đạo yêu cầu không cao, chỉ cần có được tín ngưỡng thần lực, đều có thể chân chính đặt chân thần đạo. Sở dĩ. Thần đạo quy tắc cường đại, kia là chuyện đương nhiên. So sánh bên dưới, tiên đạo có thể cùng thần đạo địa vị ngang nhau, không phải là bởi vì tiên đạo nhân số đủ nhiều, mà là tiên đạo cường giả đỉnh cao số lượng so thần đạo muốn nhiều, cho nên mới có thể không yếu tại thần đạo nhưng này cũng là chuyện đã qua. Hiện tại tiên đạo cô đơn, thanh y hoài nghi chân chính có thể vào đồng thiên cảnh tiên đạo cường giả. Chỉ có thẩm trường thanh một cái. Có thể nghĩ, bây giờ tiên đạo quy tắc là có bao nhiêu yếu đuối. Trên bảo tòa, thẩm trường thanh quan sát thần quốc. Bây giờ hắn mượn nhờ phù dương bản nguyên khai phát thần quốc, xem như chân chính tiến vào thiên địa thần vương phương diện, ban đầu gánh chịu vật bây giờ đồng dạng hóa thành thông thiên cổ thụ, đứng sững ở thần quốc trung tâm, chống đỡ lấy thần quốc không ngã. Nhưng trừ này cây bên ngoài, thần quốc bên trong có thể nói là một mảnh hoang vu, liền xem như nửa cái tín đồ cũng không có. Không có cách nào. Không phải tất cả tín đồ đều có thể bên người chết về sau tiến vào thần quốc. Chỉ có chân chính thành kính tín đồ, tại vẫn lạc về sau, mới có thể nhận thần quốc dẫn dắt tiếp theo tại thần quốc nội bộ trùng sinh, biến tướng có được bất lão bất tử đặc tính. Bất quá. Loại này bất lão bất tử theo thẩm trường thanh, kỳ thực chính là biến tướng nô dịch. Tín đồ vừa vào thần quốc, liền phải cả đời vì thần quốc cung cấp tín ngưỡng, không có một khác có thể ngừng, liền xem như muốn nhập u minh luân hồi đều không thể được. Có thể tưởng tượng. Bất luận cái gì một tôn cổ sư thần vương thậm chí cả thần chủ, đến cùng nô dịch bao nhiêu vạn tộc sinh linh tập chúng sinh lực lượng thành tựu bản thân, thần đạo cũng là bá đạo phi thường. Thành tựu thần vương về sau, thẩm trường thành đối với thần đạo cũng là có một cái khác sâu hiểu rõ. Nhưng tín đồ cũng không phải hoàn toàn sẽ bị giam cầm trong thần quốc, nên có tín đồ đối với tự thân tín ngưỡng sinh ra hoài nghi thời điểm, chính là đối phương từ thần quốc giải thoát, tiến vào u minh thời điểm. Một lát sau, hắn từ thần quốc trời đi. Thiên ngô giới. Theo thẩm trường thanh chứng đạo thần vương một khắc này, thiên ngô nhất tộc khí vận chính là kịch liệt cuồn cuộn, chỉ thấy từ khí vận ngưng tụ mà thành con rết hung thú xây dịch tại thiên khung bên trong. Đinh tai nhức ốc giống như tiếng gầm gừ, để toàn bộ sinh linh tâm thần chấn động. Màu tím hạo đáng mà tới. Tiếp theo lại có kim hoa phiêu nhiên rơi xuống. Toàn bộ thiên ngô nhất tộc sinh linh, từ trong cõi u minh cảm giác được cái gì một dạng, cùng nhau hướng về quốc đô phương hướng triều bái phổ tông thần sắc kích động không thôi thành công bệ hạ thành công khí vận thuế biến chính là đối phương chứng đạo thần vương biểu tượng đông dạng cũng là thiên ngô nhất tộc chính thức tấn thăng thị tộc biểu tượng có được thần vương tọa trấn cùng không có thần vương tọa trấn cả hai là hoàn toàn khái niệm khác nhau bây giờ thiên ngô nhất tộc một lần hành động tấn thăng thị tộc chính là có thể thoát khỏi trước kia cường tộc thân phận liền xem như phóng nhãn chư thiên, đều xem như có không thể bỏ qua địa vị. Chờ đến thẩm trường thanh trở về thiên ngô giới thời điểm, liền gặp khí vận cuồn cuộn tới, trực tiếp hóa thành một ấn vuông tỷ rơi xuống. Đế ấn. Nhìn xem trước mặt kim sắc ấn tỷ, hắn ánh mắt lóe lên một cái. Thiên ngô nhất tộc tấn thăng thị tộc, cái này hoàn toàn do khí vận ngưng tụ mà thành đế ấn, cấp bậc đồng dạng là không thấp, mặc dù không vào đạo binh hàng ngũ, có thể luận đến uy năng lời nói, hoàn toàn không kém gì thất phẩm đạo binh. Lúc này, Thẩm Trường Thanh liền đem đế ấn thu vào trên người mình. Nói đến, ta ngưng tụ một nửa nhân tộc khí vận mà thành trấn thủ ấn, cũng là ở vào thất phẩm tầng thứ. Hắn đột nhiên nghĩ tới bản thân hồi lâu không có sử dụng trấn thủ ấn tỷ, kia là lấy nhân tộc một nửa khí vận ngưng tụ mà thành. Đừng nhìn nhân tộc yếu đuối, có thể tại đằng sau Trung Huyền giới thần vương quy thuận về sau, cùng với có được chính mình trấn giữ tình huống dưới, nhân tộc khí vận hoàn toàn không kém gì một phương thị tộc, mà lại không phải bình thường thị tộc đơn giản như vậy. Sở dĩ cho dù là một nửa khí vận ngưng tụ mà thành trấn thủ ấn, đều đã trưởng thành đến thất phẩm đạo binh trình độ. Nếu như là sở hữu khí vận ngưng tụ một thể lời nói, ấn tỷ lục xác thành bát phẩm đều là không có vấn đề gì. Cất kỹ đế ấn thẩm trường thanh một bước rơi xuống trực tiếp trở lại trong quốc đô mặt lúc này trong triều đình văn võ bá quan sớm đã tề tụ chủng tộc tấn thăng chính là thiên đại sự tình mặc cho là ai đều khó mà bình phục lại cho nên khi thẩm trường thanh đến thời điểm bách quan đều là cùng nhau không người hạ bái trong miệng hô to bái kiến bệ hạ chúc mừng bệ hạ chứng đạo thần vương miễn lễ đi thẩm trường thanh đưa tay Chợt. Phổ tông ra khỏi hàng, ông quyền nói, bệ hạ bây giờ chứng đạo thần vương, thiên ngô nhất tộc tấn thăng thị tộc, dám hỏi bệ hạ tộc ta nên mang theo cỡ nào tôn hiệu. Chủng tộc tấn thăng thị tộc, nhất định phải xác nhận tôn hiệu. Cho dù là tiếp tục sử dụng bản thân vốn có chủng tộc danh tự, đó cũng là một dạng muốn xác nhận một phen. Dù sao. Một khi xác nhận xuống tới, ngày sau liền sẽ không còn có cái gì sửa đổi. Thẩm trường thanh hơi tự định giá bên dưới, sau đó mở miệng, sau đó liền là thiên ngô thị tộc đi. Thoại âm rơi xuống. Khí vận lại lần nữa chấn động. Thiên ngô thị tộc bốn chữ khi hắn nói ra khỏi miệng thời điểm, giống như hóa thành thiên âm một dạng, truyền vào đến mỗi cái sinh linh trong tay. Một khắc này. Toàn bộ sinh linh đều là cùng kêu lên hô to, thiên ngô thị tộc. Đến tận đây. Thị tộc tôn hiệu đã lập xuống. Tại lập xuống thì tộc tôn hiệu về sau, thẩm trường thanh nhìn về phía phổ tông, phổ tường an sắp xếp một lần, để bộ phận tu sĩ nhập tuyên cổ đại lục, nhìn xem chỗ nào thích hợp tộc ta thiết hạ tông môn. Thần lĩnh chỉ Phổ tông thần sắc trang nghiêm, trong mắt ẩn ẩn có thần sắc kích động. Khai tông lập phái Đó là chân chính cường đại chủng tộc biểu tượng. Bởi vì chỉ có đủ mạnh ngang tàn chủng tộc, mới có tư cách tại tuyên cổ đại lục bên trong chiếm cứ một chỗ cắm dùi, lập xuống thuộc về tự thân đạo thống căn cơ. Ngày xưa thiên ngô nhất tộc tuy là cường tộc, có thế trong tộc một cái thần cảnh thập trọng đều không tồn tại, căn bản không có tại tuyên cổ đại lục đặt chân tư cách. Hiện tại bất đồng. Trong tộc có thần vương tọa trấn, lại đã tấn thăng thị tộc, như vậy tại tuyên cổ đại lục chiếm cứ một phương địa giới, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là... Phổ Tông cũng có thể minh bạch. Bây giờ tuyên cổ đại lục thế lực trắc trối phức tạp, coi như thị tộc muốn ở nơi đó chiếm cứ một phương địa giới, cũng được thận trọng đối đãi mới là, mạo muội trêu chọc đến cường địch, cũng là có phần không sáng suốt. Đơn giản bàn giao một chút sự tình, thẩm trường thanh đang định trở về tiếp tục bế quan, đem còn dư lại nguyên điểm, đều cho toàn bộ chuyển hóa thành thực lực mình thời điểm. Bỗng nhiên, thiên ngô thị tộc khí vận trong cõi u minh truyền đến cảnh báo, hắn tâm thần bản năng cũng là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một cái nào đó phương hướng ánh mắt trở nên thâm thúy như thế tình huống cũng là dẫn tới tu sĩ khác chú ý dám hỏi bệ hạ thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì có tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thẩm trường thanh nghe vậy lúc này mới thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mỉm cười thì tộc vừa mới tấn thăng thì có đại lễ tới cửa chính là một chuyện tốt được rồi các ngươi đi đầu xử lý tốt thì tộc nội bộ sự tình còn lại cũng không cần để ý tới cái gì nói xong hắn biến mất ở tại chỗ phía trên nhìn đến đây phần lớn tu sĩ đều là sắc mặt ngưng nhiên bọn hắn đều có thể từ thẩm trường thanh trong giọng nói nghe tới bên trong dấu dếm ý tứ rất rõ ràng thiên ngô thị tộc vừa mới tấn thăng chính là lại có cường địch xâm phạm làm sao thực lực bản thân quá yếu căn bản cũng không có tương trợ nửa phần tư cách chiêu quân hảo hảo tu luyện đi khâu hưng nhàn nhạt nói một câu sau đó chính là quay người rời đi